Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 2471, nửa đêm dò xét ba. Tần manh manh thấy vậy, trong lòng minh bạch minh bạch bảy tám phần, cô ta bảo liễu đan thần trở về nghỉ ngơi, còn mình tự giải quyết đống thức ăn. Rất nhanh bốn món được bưng lên, Trương Dương mở một bình đại minh. Phu Cường Hoa xua tay nói, tôi không uống rượu được, buổi chiều còn phải đi ra ngoài. Trương Dương cũng không miễn cưỡng, rót cho Triệu Quốc Cường mỉm cười nói chuyện của liễu đan thần đã làm rõ rồi tôi cũng không cần thiết ở lại kinh thành nữa ngày kia tôi sẽ đi triệu quốc cường nói ngày kia à xe lửa hay là ô tô trương dương nói ô tô hà vũ mông vừa hay muốn tới xuân dương tôi ngồi xe cô ta về trương dương với người ngoài vẫn gọi tần manh manh là hà vũ mông cái này cũng là để tránh phiền toái không cần thiết triệu quốc cường nói tôi ngày kia cũng ngồi xe lửa về hay là tôi bỏ vẽ đi nhờ xe hai người nhưng không biết thế có tiện không trương dương gật đầu nói tiện đương nhiên tiện rồi hắn cầm chén rượu lên đối ẩm một ly với triệu quốc cường phu cường hoa cầm cốc nước lên uống một ngụm trương dương nói anh nhìn chúng ta uống rượu mà trong lòng không khó chịu à phu cường hoa nói khó chịu cũng phải chịu tôi buổi chiều thực sự còn có việc đúng rồi tôi quên nói với anh một chuyện chuyện tốt hay là chuyện xấu Chuyện xấu thì để chúng ta uống rượu xong đã rồi hắn nói. Vu Cường Hoa cười nói, chuyện tốt, vụ án nổ ô tô ở Bắc Cảng đã kết thúc rồi, bên quốc an nhắn tới, quản thành đã thừa nhận, lúc trước hắn là người bom vào ô tô Văn Hạo Nam, bom là hắn thiết kế, không phải hắn tự mình trang bị. Trương đại quan nhân đã sớm có chuẩn bị tâm lý về việc này, trước đó giáo thủ Hoa đã nếu đã đáp ứng thì chắc sẽ giúp hắn giải quyết chuyện này, khẳng định sẽ không tồn tại bất kỳ vấn đề gì không biết bọn họ dùng biện pháp gì khiến quản thành phải gánh nỗi oan này, có điều tên hỗn đản quản thành này tội ác tài trời, cho dù bắt hắn chịu oan thì cũng nên. Audio điện tử võ tấn bền Triệu Quốc Cường nói, tôi đã sớm nói qua rồi, Trương Dương sẽ không làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy, Văn Hạo Nam là anh trai nuôi của hắn, hắn sao có thể làm ra chuyện thương tổn tới Văn Gia. Trương Đại Quan Nhân trong lòng thầm hổ thẹn, nghĩ thầm lần này anh nhìn lầm rồi, quả bom đó là tôi đặt thật. Trương Dương không muốn tiếp tục tham thảo vấn đề này, hắn buông chén rượu nói, đúng rồi, có hỏi gì được cảnh thiên thu hay không? Triệu Quốc Cường nói, vấn đề của cô ta cũng không nhỏ. Phu Cường Hoa gật đầu nói, chỉ cần là chuyện này nhân gian cung khuyết chứa chấp mại dâm cũng đã đủ để phán tội cô ta rồi, có điều thái độ của người này cũng rất mãnh liệt, đến bây giờ vẫn rất cường thế, không phối hợp với công tác của chúng tôi. Trương Dương nói, nữ nhân này có chút cổ quái hắn bỗng nhiên nhớ tới mình dùng mê hồn thuật đối với cảnh thiên thu cũng không có tác dụng gì nói không chừng nữ nhân này cũng bị hạ tâm cổ như quản thành bọn họ bị cùng một người khống chế liễu đan thần cũng vậy vu cường hoa nói chúng tôi đã được trao quyền rồi buổi chiều hôm nay sẽ tới chỗ ở của cô ta tiến hành điều tra xe có thể tìm được manh mối hữu dụng khác hay không nói tới đây hắn nhìn nhìn đồng hồ tôi phải đi rồi triệu quốc cường vốn định đi với vu cường hoa nhưng trương dương lại giữ hắn lại chủ động đề xuất chờ uống hết rồi sẽ tự mình đưa Triệu Quốc Cường về. Phu Cường hoa đi rồi, Trương Dương nói, cha anh có ra mặt không? Vẻ mặt Triệu Quốc Cường lộ ra có chút xấu hổ, ông ấy vẫn có cảm tình với Cảnh Thiên Thu. Trương Dương thở dài nói, Quốc Cường, có một số lời tôi không nên nói, nhưng chúng ta là bằng hữu, tôi không nói thì không vui, trong chuyện của Cảnh Thiên Thu, cha anh không thể nhúng tay, không khéo danh dự cả đời sẽ bị nữ nhân này làm bẩn. Triệu Quốc Cường nói, Trương Dương, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Trương Dương gật đầu nói, cứ nói đi, anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng nên hồi báo. Triệu Quốc Cường nói, thật ra cảnh thiên thu còn có một chỗ ở mà cảnh sát không biết. Trương Dương hơi ngẩn ra, dướn người về phía trước. Triệu Quốc Cường nói, tôi không tiện ra mặt, chuyện này tôi cũng không muốn quá nhiều người biết, cái anh có là biện pháp. Trương Dương nói, có ý gì? Anh là muốn tôi lẻn vào trong đó tra xét giúp anh triệu quốc cường nhìn nhìn bốn phía hạ giọng nói vụ nổ ô tô ở bắc cảng rốt cuộc là thế nào thì trong lòng chúng ta đều hiểu rõ trương dương cười nói mẹ anh hình như đang uy hiếp tôi triệu quốc cường nói tôi không có ý đó anh đã có bản sự dẹp yên sự kiện đó thì chuyện này đối với anh mà nói chắc cũng không khó anh làm việc trước giờ không theo lẽ thường có điều thoạt nhìn thì hiệu quả cũng không tồi trương đại quan nhân nói nghe cứ như anh tín nhiệm tôi làm ý có điều anh muốn tôi làm việc thì ít nhiều cũng phải có chút thành ý chứ. Anh sao lại có hứng thú với cảnh thiên thu như vậy? Cô ta rốt cuộc có vấn đề gì? Triệu Quốc Cường minh bạch mình nếu như không cho hắn chút kẹo ngọt thì thằng cha này sẽ không chịu thành tâm thành ý làm việc giúp mình. Hắn nói khẽ tôi cha được, cảnh thiên thu thật ra là em gái ruột của hải sát phu nhân. Gì cơ, trương đại quan nhân trợn trừng mắt, tin tức này Triệu Quốc Cường tiết lộ không hề kém dẫn nổ một quả bom đặt trong lòng hắn, Trương đại quan nhân gãi đầu, tôi bảo mà, nhìn họ cũng khá giống nhau, thì ra là chị em. Triệu Quốc Cường nói, hai chị em họ kém nhau 12 tuổi, khi cảnh thiên thu một tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời, vương quân giao được một vị cán bộ kỳ cựu vương thượng thanh thu dưỡng, cũng chính là cha của tiền thính trưởng thính công an Bình Hải Vương Bá Hành, cảnh thiên thu thì được mang tới một nhà họ cảnh. Anh đối với vương quân giao thì chắc biết rõ hơn tôi, tôi cũng điều tra cảnh thiên thu được một đoạn thời gian rồi, cô ta sở dĩ có thể kinh doanh nhân gian cung khuyết thịnh vượng như vậy, tất nhiên có liên quan tới năng lực cá nhân và quan hệ xã hội của cô ta. Còn có một điểm, khi cô ta khởi động làm ăn, phải cần một khoản tài chính lớn tôi hoài nghi khoản tài chính này đến từ chính hải sắt phu nhân. Trương đại quan nhân hiển nhiên đã bị triệu quốc cường thành công khơi dậy hứng thú, hắn chép miệng nói anh muốn tôi tìm cái gì. Triệu quốc cường nói tôi cũng không rõ lắm rốt cuộc sẽ tìm được gì, nhưng tôi luôn cảm thấy trong đây tồn tại vấn đề rất lớn trương dương nói anh ở sau lưng điều tra cảnh thiên thu không sợ không sợ cha anh biết à triệu quốc cường nói cho nên tôi mới bảo anh ra mặt chuyện này anh nhất định phải giữ bí mật bất kể cha được gì thì cũng phải nói cho tôi biết trước ngoài ra anh nhớ kỹ đừng có để người khác biết trương dương nói quốc cường à tôi cũng không phải ăn trộm chuyên nghiệp dâu tôi bảo tôi lục xét còn được nhưng vạn nhất trong nhà cô ta có kết sắt mật mã thì tôi chịu đấy triệu quốc cường nói vậy thì khinh về Trương đại quan nhân há to miệng, cái địch, anh tưởng tôi là cu li à. Triệu quốc cường từ trong ngực lấy một tờ giấy, xem ra hắn đã sớm có chuẩn bị, đưa cho Trương Dương, thấp giọng dặn dò, đây là địa chỉ của cô ta, anh nhất định phải chú ý che giấu hành tung, trăm ngàn làn đừng để bị người khác phát hiện. Trương Dương nhìn nhìn tờ giấy đó, nhớ địa chỉ, sau đó xé nát, cầm chén rượu lên nói, Triệu quốc cường, anh sẽ không lừa tôi đấy chứ. Triệu Quốc Cường nghe hắn nói như vậy thì thực sự có chút giở khóc giở cười, anh quen tôi lâu như vậy, ngay cả một chút tín nhiệm ấy đối với tôi cũng không có ư. Trương Dương nói, tin, hôm nay tôi sẽ nửa đêm vào hang hổ. Triệu Quốc Cường nói, không cần khoa trương như vậy chứ. Tiến bước Triệu Quốc Cường, Trương Dương tới phòng Trần Tuyết, vốn định bắt mạch giúp cô ta, lại nhìn thấy Trần Tuyết đã xuống giường, đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, bởi vì bị trọng thương, dung nhan của cô ta tiều tụy đi rất nhiều, nhưng càng tăng thêm vài phần phong vận động lòng người quả nhiên là vừa thấy đã thương trương dương nói tôi bắt mạch giúp cô trần tuyết lắc đầu không cần tôi vừa mới tham mộ ra sự ảo diệu của ẩn mạch rồi anh giúp tôi bắt mạch cũng không thể chẩn đoán chuẩn xác thương tình của tôi được trương đại quan nhân không khỏi bật cười lần đầu có người cự tuyệt tôi chữa thương cho cô ta đấy trần tuyết nói rồi cũng sẽ có một số chuyện mà anh không thể làm được ví dụ như Ví dụ như anh Vĩnh Viễn không thể về được thời đại thực sự thuộc về anh. Trương Đại Quan Nhân ngây ra một thoáng, Trần Tuyết nói như vậy có phải có nghĩa là cô ta đã hoàn toàn tin kinh lịch của mình hay không? Trương Dương nói, vì sao phải về? Tôi ở đây đã tìm được giá trị của tôi, tìm được người yêu trong lòng, vì sao tôi phải về? Khi nói những lời này, trước mắt hắn đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Xuân Tuyết Tình, không biết sau khi hắn tan thành mây khói ở Đại Tùy, Xuân Tuyết Tình đã đi về đâu? đã thành vợ người ta, hay là vẫn cô đơn đợi ngày mình về. Trần Tuyết nói khẽ, ở trong lòng anh, nơi đó thực sự có có bất kỳ thứ gì khiến anh lưu luyến ư. Trương Dương lặng lẽ ngồi xuống đối diện Trần Tuyết, nhìn, ra ngoài cửa sổ, ánh dương sau giờ ngọ ấm áp nhu hòa, khiến cho người ta bất giác sinh ra sự lười biếng khó tả. Trương Dương nheo mắt lại, đoạn tình cảm đã sớm phủ đầy bụi trong lòng lại như nước sông ngoi lên. Chương 2472, nửa đêm giò xét 4 lờ mờ như quay về quá khứ trương dương nhớ rõ trước khi mình tới lạc dương đỡ đẻ cho lan quý phi xuân tuyết tình cũng ngồi dưới ánh mặt trời với mình như vậy chàng lúc nào thì về rất nhanh thôi trương dương cũng không ngờ cảnh đó lại là cảnh vĩnh biệt trần tuyết nhìn lướt qua khuôn mặt trương dương nói khẽ anh ở đó có người nhà hay không trương dương lắc đầu có người yêu hay không trương dương gật đầu rất nhiều hay không trương đại quan nhân cười xấu hổ tôi không được chuyên tình lắm trần tuyết nói anh là người vô cùng mâu thuẫn quen anh lâu như vậy đến bây giờ tôi vẫn không biết nên đánh giá anh như thế nào trương dương nói trước khi cô thực sự hiểu tôi hay là đừng tùy tiên đánh giá tôi con người của tôi khuyết điểm không ít nhưng ưu điểm cũng rất nhiều trần tuyết nghe hắn nói như vậy không khỏi mỉm cười khụ một tiếng nói tôi nghe nói anh ngày kia sẽ về bình hải Trương Dương nói, cảnh sát đã làm sáng tỏ tất cả hiểm nghi về tôi, không ai hạn chế tự do của tôi nữa, ở Kinh Thành lâu như vậy rồi, tôi cũng nên trở về, không quay về thì chỉ sợ cái mũ cánh chuồn của tôi cũng không giữ được nữa rồi. Anh vẫn để ý tới quan chức như vậy ư? Trương Dương lắc đầu, không để ý, nhưng một ngày còn tại vị thì phải tận chức tận trách. Trần Tuyết nói, tôi trở về với anh, về núi Thanh Đài tính dưỡng một đoạn thời gian, hoàn cảnh nơi đó chắc sẽ có lợi để tôi khôi phục. Trương đại quan nhân vui vẻ gật đầu. Phản ứng có thai của liễu đan thần vô cùng kịch liệt, từ buổi trưa đã bắt đầu không ngừng nôn mửa, bởi vì Trương Dương ngồi cùng với Triệu Quốc Cường cho nên không biết chuyện này, là tần manh manh lặng lẽ nói với hắn, Trương Dương tìm tới chỗ liễu đan thần, bắt mạch cho cô ta, hai hành lông mày nhíu chặt lại. Phản ứng có thai của liễu đan thần nặng như vậy, chắc có liên quan tới tâm cổ trong cơ thể cô ta. Liễu đan thần nhìn thấy bộ dạng vẻ mặt ngưng trọng của Trương Dương thì trong lòng cũng trầm xuống. Trương Dương nói, đan thần, trong cơ thể em từng bị người ta gieo một loại cổ độc nào đó, loại cổ độc này có thể khống chế ý thức của em, để không bị người khác ảnh hưởng, hiện tại bởi vì em có bầu, sinh lý xảy ra biến hóa, cổ độc cũng bởi vì biến hóa này trong cơ thể em mà trở nên sôi sụp. Liễu đan thần run giọng có ảnh hưởng đến thai nhi hay không? Trương Dương nói, cổ độc hoạt động chính là muốn khống chế sinh mệnh mới này. Mặt liễu đan thần trong khoảnh khắc trở nên không có chút máu, Cô ta vừa mới được hưởng tư vị hạnh phúc, nhưng không ngờ rằng lại rơi xuống giếng. Cô ta lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Trương Dương cầm bàn tay mềm của cô ta, "Có điều em cũng đừng sợ, anh cho dù không thể trừ tận gốc cổ độc gieo trong cơ thể em, nhưng sẽ có biện pháp ngăn chặn nó." "Liễu Đan Thần nói, có thể không làm ảnh hưởng không?" Trương Dương gật đầu, tràn ngập lòng tin nói, "Không có vấn đề." Trong Hương Sơn biệt viện có giữ một chút trung thảo dược. Trương Dương kê ít thuốc đồng y, đưa cho Tần Manh manh đi sắc, để liễu đan thần uống. Từ sau khi hắn bị liễu đan thần hạ cổ, hắn đã đặc biệt tiến hành nghiên cứu về thuật này, cởi chuông phải tìm người buộc chuông, cổ độc thiên biến vạn hóa, muốn tìm được phương pháp trừ tận gốc, nhất định phải tìm được người gieo cổ. Cổ độc hắn chúng sở dĩ có thể được giải trừ, là vì liễu đan thần ra tay. Mà cổ độc trong cơ thể liễu đan thần là ai gieo? Người này và Thiệu Minh Phi, quản thành, Cảnh Thiên Thu có quan hệ như thế nào? Trương đại quan nhân trước giờ luôn là người giữ lời hứa. Chuyện triệu quốc cường ủy thác hắn, hắn nhớ kỹ trong lòng, 9 giờ hơn tối hôm đó, hắn liền tới danh hối gia viên, đây là một ngôi nhà cao tầng ở Đông Nam Kinh Thành. Hộ gia đình nơi này thực hành quản lý kiểu kín, ra vào phải đăng ký nghiêm ngặt, không được nghiệp chủ cho phép thì người ngoài không thể vào được. Trương đại quan nhân tới ngoài đại lâu, ngửa đầu lên nhìn xung quanh, không ít hộ gia đình trong đại lâu đã sáng đèn, chỗ ở của cảnh thiên thu ở tầng 28, Trương Đại Quan Nhân đi một tiếng quanh đại lâu, quyết định muộn chút mới vào. Trương Dương tùy tiện ăn bữa khuya ở gần đó, giết thời gian, đợi cho tới nửa đêm mới đi bộ về, lúc này bên trong vườn đã hơn nửa số nhà tắt đèn, Trương Dương từ trong túi lấy một cái chùm đầu, trừ hai con mắt lộ ra ngoài thì các bộ phận khác đều được che kỹ. Trương Đại Quan Nhân cũng được coi là bắt kịp thời đại, hiện giờ không dùng tất chân che mặt nữa. Trương Dương lựa chọn khu mù của máy giám sát, phi thân phóng qua tường viện một đường chạy chậm tới dưới tòa nhà, nhìn thấy phía trước có chùm đèn lóe sáng, vội vàng dán sát vào chân tường. Không bao lâu sau thì nhìn thấy hai bảo vệ cầm đèn pin tuần tra tới, những bảo vệ này chỉ tuần tra theo lệ, không hề phát hiện trong tiểu khu có người lẻn vào. Đợi cho hai bảo vệ đi xa rồi, trương đại quan nhân lúc này mới thi triển bích hổ du tường thuật tới lầu 3, từ cửa sổ tiến vào thông đạo. Thằng cha này một mình đi bộ 10 tầng, tuy rằng trương đại quan nhân võ công cao cường, nhưng đi liền như vậy cũng mệt, nếu như không phải trước đó Triệu Quốc Cường nói với hắn là thang máy nơi này phải có thẻ mới đi được thì hắn căn không cần phí sức đến thế. Trương đại quan nhân nhàn rỗi gọi mẹ điện thoại cho Triệu Quốc Cường chơi, ai bảo anh nửa đêm bắt tôi đi làm trộm. Tôi không được ngủ thì anh cũng đừng có hòng được ngủ yên. Triệu Quốc Cường bắt máy, nghe thấy bên kia có tiếng cười khẽ, biết thằng cha này đã bắt đầu hành động rồi, định hỏi tình huống bên kia thì Trương Dương đã gác máy. Nhưng không lâu sau, thằng cha này lại gọi tới dày vò năm ba lượt như vậy, triệu quốc cường minh bạch thằng cha này đang chơi mình. Trương đại quan nhân lần này không dập mát, tới tầng 28, tìm được phòng của cảnh thiên thu, nói khẽ có cửa chống trộm, bên trên là khóa mở bằng vân tay. Triệu quốc cường nói, anh không biết vào bằng cửa sổ à. Trương đại quan nhân nói, anh sao mà bữa thế, tầng 28 mà bắt tôi trèo cửa sổ vào. Triệu quốc cường nói, tôi biết anh nhất định có biện pháp. Biện pháp cái rắm Trương Đại Quan Nhân gác điện thoại, trở lại thông đạo, mở cửa sổ thông gió ở chỗ góc cầu thang ra, nhìn nhìn ra ngoài. Mẹ, đúng là không phải cao bình thường, Trương Đại Quan Nhân tài cao gan lớn, từ bên trong chui ra, gió tối hôm đó vốn không nhỏ, phi độ cao cao này, sức gió càng lớn, Trương Đại Quan Nhân dán tá vào tường, thi triển bích hổ du tường, đi đến ban công nhà cảnh thiên thu, ban công tất cả dùng cửa sổ hợp kim đóng chặt, cái này cũng không làm khó được Trương Dương, hắn rất nhanh đã mở được cửa sổ từ cửa sổ nhảy vào, lại bấm số của Triệu Quốc Cường, "Lão Triệu, tôi vào được rồi." "Ặc, à, mẹ kiếp, trên ban công còn có một cái cửa nữa." "Để tôi xem nào, à, cái khóa này bẻ dễ thôi." Trên tay Trương Đại Quan Nhân còn có không ít công cụ lúc trước từ quốc an lấy ra, đối phó loại cửa bình thường này vẫn thừa sức xử lý, không đến 3 phút đã mở được cửa phòng. Trương Dương gọi điện thoại cho Triệu Quốc Cường, lần này thì vào được thật rồi, nơi này là phòng ngủ của cô ta. Giường rất lớn rất thoải mái. Triệu Quốc Cường nói, anh đừng có động vào giường, chính sự quan trọng hơn, kiểm tra một lượt tất cả trong ngoài nhà đi, chú ý, đừng để lưu lại dấu chân và vân tay. Trương đại quan nhân đeo bao tay và bọc giày, hắn thở dài, tôi coi như nhìn ra rồi, đám các cảnh sát các anh đều là tội phạm trời sinh, anh nói đi, các anh nếu vi phạm pháp lệnh, chẳng phải là sẽ xóa sạch được chứng cứ ư, muốn tra được manh mối chẳng phải là rất khó khăn sao? Trương đại quan nhân vừa nói vừa điều tra, từ tủ đầu giường đến bàn trang điểm, từ trên giường đến dưới giường, tìm một lượt toàn bộ phòng ngủ, cũng không phát hiện ra chỗ nào lạ. Hắn lại tới phòng để quần áo, bên trong có không ít quần áo, trong đó có mấy bộ rõ ràng là quần áo nam nhân, Trương Dương nói, phát hiện ra mấy bộ quần áo nam nhân, bên trên còn có tóc. Triệu Quốc Cường thật sự có chút giở khóc giở cười, hắn nói khẽ, anh thu hết lại đi, lát nữa tôi sẽ cho người xét nghiệm. Trương đại quan nhân ừ một tiếng, không biết vì sao bật cười ha ha. Thằng ôn này cười tất nhiên có lý do của hắn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tóc này có phải của Triệu Vĩnh Phúc không nhi, nếu như thực sự là vậy. Triệu Quốc Cường không biết có cảm tưởng gì. Ở góc tây bắc phòng để quần áo phát hiện một kết sắt, hắn lập tức nói với Triệu Quốc Cường phát hiện này. Triệu Quốc Cường nói, anh có thể mở được không? Trương Dương nói, anh thực sự coi tôi là trộm chuyên nghiệp à, tôi hôm nay chỉ là nể giao tình của chúng ta nên mới đi làm việc này, tôi không có bản sự đó đâu. Triệu Quốc Cường nói, vậy khiêng về đi. Trương đại quan nhân gắt, anh tới mà khiêng, kết sắt này ít nhất cũng 300 cân đây, anh bảo tôi vác từ tầng 28 xuống, thực sự coi tôi là cu ly à. Trương 2473, danh tiếng 1. Khi trương đại quan nhân nói chuyện thì rút ra một thứ hình như đèn pin, đeo kính dâm, gác điện thoại thằng cha này trước khi đi đã chuẩn bị để đối phó với kết sắt. Cái thứ trông như đèn PN đó là công cụ khoa học kỹ thuật tinh tiến mà quốc an nghiên cứu chế tạo. Súng cắt laser, trương đại quan nhân bởi vì lần này hợp tác với giáo thụ hoa, tất nhiên nói ra không ít điều kiện, kiếm được không ít ưu việt, trong đó bao gồm cả những món đồ chơi công nghệ cao này. Trương đại quan nhân cũng hiểu được tầm quan trọng của bắt kịp thời đại, mở súng, chùm laser màu đỏ nhắm vào cửa két, đây mới là chém sắt như chém bùn, cái gì mật mã, cái gì vân tay, cái gì thép tấm, trước mặt súng laser căn bản chính là mây bay. Trương đại quan nhân mở đã đem rất dễ dàng, đợi cho sau khi nhiệt độ khôi phục mới tìm thứ bên trong, từ bên trong moi ra mấy tập đô la xanh và nhân dân tệ, vật phẩm trang sức, còn có một số đĩa CD, trương đại quan nhân cũng không kịp xem kỹ, vơ tất cả thứ bên trong cho vào túi du lịch, hắn khoáng sạch cũng không phải vì tham tiền, mà là dựa theo phân phó của triệu quốc cường, để lại biểu hiện giả dối cho người ngoài là bị trộm đột nhập, Trương đại quan nhân cũng không bỏ qua các phòng khác, tìm hơn tiếng đồng hồ, điều tra một lửa phòng của cảnh thiên thu, xác định không bỏ quên thứ gì, lúc này mới nhân lúc trăng tối gió mạnh, chuồn ra khỏi đây. Triệu Quốc Cường 2 giờ sáng thì nhận được điện thoại của Trương Dương, thật ra hắn cả một đêm này căn bản không chập mắt, nghe Trương Dương nói đã đắc thủ, Triệu Quốc Cường từ đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhóm, hắn nói khẽ anh đang ở đâu. Tôi lập tức tới gặp anh. Trương Dương nói, đang ngồi ở quán lẩu ở Thành Tây, làm cu ly cho anh, tôi đói lắm, dù sao cũng phải bổ sung chút năng lượng chứ. Triệu Quốc Cường hỏi rõ địa điểm, nói với Trương Dương hắn sẽ lập tức tới. Triệu Quốc Cường mặc quần áo rời khỏi nhà, khi đi qua thư phòng của cha, phát hiện bên trong vẫn sáng đèn, tiếng bước chân của hắn đã kinh động Triệu Vĩnh Phúc ở bên trong. Triệu Vĩnh Phúc hỏi, ai đó? Triệu Quốc Cường vốn không muốn kinh động cha, nhưng nếu đã bị cha phát hiện thì cũng chỉ đành lên tiếng, hắn đẩy cửa đi vào cha, là con. Trong thư phòng Triệu Vĩnh Phúc vẫn đầy mùi thuốc lá, dù cửa sổ mở to, vẻ mặt của y tràn ngập mệt mỏi, đã muộn thế này còn muốn ra ngoài à? Triệu Quốc Cường gật đầu nói, có vị bằng hữu gặp chút chuyện, còn muốn ra ngoài hỗ trợ. Triệu Vĩnh Phúc nói, việc gì mà gấp thế, sao phải đi vào nửa đêm thế này? Triệu Quốc Cường cười cười, cha, cha đi ngủ sớm một chút đi, lớn tuổi rồi không nên thức đêm. Triệu Vĩnh Phúc thở dài, tuổi càng lớn càng khó ngủ, không phải tôi muốn thức đêm, mà là căn bản không ngủ được. Triệu Quốc Cường biết cha gần đây phiền não vì cái gì, hắn mím môi, cố không lên tiếng hỏi. Triệu Vĩnh Phúc xua tay, đi đi, nếu bạn gọi thì khẳng định có việc gấp, có thể giúp người ta thì giúp đi. Triệu Quốc Cường qua ánh đèn nhìn thấy tóc mai của cha lại bạc hơn, trong lòng không khỏi chua sót, nhưng hắn cũng không biết nên khuyên cha như thế nào, gật đầu, xoay người bước đi sau khi triệu quốc cường rời khỏi triệu vĩnh phúc cầm một bức ảnh trên bàn lên trên ảnh là y và cảnh thiên thu bối cảnh là đại thủy pháp ở vinh minh viên cảnh thiên thu trong ảnh rất trẻ nụ cười đơn thuần triệu vĩnh phúc nhắm mắt lại nói khẽ thay đổi rồi tất cả đều thay đổi rồi mở mắt ra cầm bật lửa trên bàn đốt bức ảnh trong tay nhìn bức ảnh đó cuộn lại trong lửa cuối cùng lại hóa thành cho tàn khi triệu quốc cường chạy đến trương dương đã uống hết nửa chai rượu hắn cười ha ha vẫy vẫy tay với Triệu Quốc Cường. Triệu Quốc Cường tới bên cạnh hắn ngồi xuống, hứng chí quá nhỉ. Trương đại quan nhân nói, anh tính thử xem một người đi 28 tầng cần bao nhiêu năng lượng. Bữa cơm này anh trả đấy. Triệu Quốc Cường nói, tình huống thế nào? Trương Dương trước tiên rót cho hắn chén rượu, nói, làm một ly khánh công trước đã. Triệu Quốc Cường nói, tôi không có tử lượng như anh, rượu buổi trưa còn chưa bay hết đây này. Trương Dương cũng không miễn cưỡng hắn, há to miệng uống sạch chén rượu, nhìn Triệu Quốc Cường nói, lòng hiếu kỳ của tôi luôn rất nặng, trước khi anh tới, tôi nhân lúc rảnh đã kiểm kê, bên trong tổng cộng có 5 vạn 7 ngàn nhân dân tệ, 2 vạn đô la, 11 cái đĩa. Trương Đại Quan Nhân hạ giọng nói với Triệu Quốc Cường, đều là phim sex đỉnh cấp, là đau thật súng thật làm chuyện đó. Triệu Quốc Cường ho khan một tiếng, tựa hồ có chút xấu hổ. Trương Đại Quan Nhân nhìn ra điểm này, hắn cười nói chắc đều là phim quay bên trong nhân gian cung khuyết, cảnh thiên thu này một bên làm tú bà, một bên quay lại cảnh may mưa của khách làng chơi, chẳng trách nữ nhân này kiêu ngạo như vậy, cho rằng nắm giữ được chứng cứ về chuyện xấu của người khác, có thể bức bách bọn họ vươn tay giúp đỡ mình. Trương Dương vừa nói vừa đưa túi du lịch cho Triệu Quốc Cường. Triệu Quốc Cường tiếp lấy túi du lịch, cũng không nóng lòng mở ra, mà nói khẽ bên trong còn có gì. Trương Dương nói, có một số thư và nhật ký, tôi cũng chưa xem, được người nhờ thì lo cho người ta, anh đã coi trọng chuyện này như vậy, tôi cũng không ngại nhúng vào, anh đã coi tôi là bằng hữu, tôi cũng phải lấy ra chút thái độ mà bằng hữu nên có, anh, yên tâm đi chuyện này tôi sẽ coi như chưa phát sinh. Triệu Quốc Cường có chút cảm động vì những lời này của Trương Dương, hắn gật đầu nói, đa tạ. Trương Dương nói, đúng rồi, ở tường kép tôi tìm được tóc trên quập áo, dùng túi nhỏ để đựng rồi đó, anh tự mình xét nghiệm đi. Triệu Quốc Cường lúc này mới hoàn toàn yên tâm, cầm chén rượu lên kính Trương Dương một ly, hắn nói khẽ chờ chuyện này tra ra kết quả rồi, tôi nhất định sẽ nói rõ với anh. Trương Dương nói, không cần, tôi và Cảnh Thiên Thu cũng không có đại cừu gì cả, lần này là vì quản thành nên tôi mới tìm tới nhân gian cung khuyết, cô ta tuy rằng mạnh miệng, nhưng cô ta bao che cho quản thành là sự thật tuyệt đối không thể phủ nhận. Triệu Quốc Cường gật đầu nói, trước đây tôi cũng không ngờ cô ta có liên quan tới quản thành. Trương Dương nói anh không phải đã liền bắt đầu cha cô ta từ lâu rồi ư. Chứng minh sự hoài nghi của anh đối với cô ta cũng không phải là ngày một ngày hai. Cho tới bây giờ Triệu Quốc Cường vẫn chưa nói ra thực sự hoài nghi Cảnh Thiên Thu. Hắn hoài nghi Cảnh Thiên Thu mới là hung phạm thực sự hại chết em trai hắn Triệu Quốc Lương. Từ khi cha được Cảnh Thiên Thu và cha đã quan hệ được một năm trước khi mẹ hắn qua đời. Hơn nữa Cảnh Thiên Thu còn có kinh lịch phá thai lúc thai được 5 tháng. Triệu Quốc Cường liền hoài nghi cái chết của em trai rất có khả năng là cảnh thiên thu vì yêu mà sinh hận nên trả thù, nhưng hắn thiếu chứng cứ để chứng minh, cha gần đây đã rất đau khổ rồi. Hắn thật sự không đành lòng đụng tới vết thương trong lòng cha nữa. Triệu Quốc Cường nói, tôi chỉ là cảm thấy việc mà cô ta làm rất mờ ám, không muốn sự kết giao của cô ta và cha tôi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cha tôi. Trương Dương nói, nữ nhân một khi điên cuồng thì chuyện gì cũng dám làm cả hắn buông chén rượu, anh nói cô ta là em ruột của Vương Quân Giao, mà Vương Quân Giao khi còn sống vẫn luôn làm chuyện rửa tiền, là một trong những tài tướng chủ lực của tập đoàn rửa tiền này, cảnh thiên thu liệu có liên quan tới tập đoàn này hay không? chương 2474, danh tiếng 2 Triệu Quốc Cường nói, đáng tiếc Vương Quân Giao chết quá sớm, bằng không nếu bắt được cô ta, khẳng định có thể giải được không ít câu đố. Trương Dương nói, tôi lại nghe một bằng hữu của Quốc An nói, lúc ấy người bị chết cháy không phải là vương quân giao nữ nhân này dùng phương pháp kim thiền thoát xác tránh được một kiếp có điều thời gian trôi qua lâu như vậy rồi vẫn không nghe thấy tin tức của cô ta tôi cũng hoài nghi nữ nhân này liệu có chết thật rồi hay không triệu quốc cường nói tôi sẽ theo vào chuyện này tra ký cảnh thiên thu có lẽ từ cô ta có thể điều tra rõ vương quân giao rốt cuộc đã chết hay chưa trương dương nói quản thành cảnh thiên thu những người này đều bị một loại cổ thuật đến từ miêu cương khống chế tôi hoài nghi sau lưng bọn họ có một người đang thao túng. Triệu Quốc Cường nói, bất kể kẻ địch giảo hoạt như thế nào, tôi tin hắn rồi sẽ có ngày phải lộ mặt. Trương Dương dơ chén rượu lên nói, tôi cũng tin là vậy. Cảnh sát đối với điều tra nơi ở của cảnh thiên thu cũng không có phát hiện lớn, ở phương diện này, bọn họ không có được thành tích như Trương Đại Quan Nhân, Trương Dương là có chuẩn bị mà chiến, có chỉ đạo chính xác của Triệu Quốc Cường, mới tìm được nhiều chứng cứ có lợi như vậy. Tình tiết vụ án của cảnh thiên thu đã dẫn tới sự chú ý của Trung Cửu ủy, hiện tại bộ môn tương quan đã bắt tay vào điều tra quan hệ của cô ta và Triệu Vĩnh Phúc. Vào ngày buổi sáng sau đêm Trương Dương do xét danh hội gia viên, Triệu Vĩnh Phúc bị mời tới hiệp trợ điều tra tình huống, mãi cho đến khi trời gần tối mới về. Triệu Quốc Cường cả ngày đều bất an, nhìn thấy cha trở về, hắn vội vàng ra đón cha. Triệu Vĩnh Phúc ra hiệu cho hắn đừng nói gì, cũng đừng hỏi gì, bước nhanh về phòng mình một lát sau triệu vĩnh phúc nghe thấy tiếng gõ cửa biết là con trai tới giọng nói của y có chút khàn khàn vào đi triệu quốc cường đẩy cửa đi vào trong tay bưng một gốc trà vừa pha triệu vĩnh phúc nhận lấy uống một ngụm cho mát họng nói khẽ quốc cường trong lòng con có phải có rất nhiều nghi vấn hay không triệu quốc cường nói đợi khi nào cha muốn nói với con thì hãng nói triệu vĩnh phúc nói cô cảnh của con điên rồi cô ta hôm nay khai ra rất nhiều người Triệu Quốc Cường hơi ngẩn ra, có điều cũng không quá bất ngờ, cảnh thiên thu nếu có thể quay lại nhiều cảnh lưu vào đĩa như vậy, cũng là nghĩ tới có một ngày sẽ lợi dụng mấy thứ này làm vũ khí. Triệu Vĩnh Phúc nói cô ta tự cho là mình rất thông minh, cho rằng trong tay nắm được thóc người ta, muốn lợi dụng mấy thứ này để giúp mình thoát ly khốn cảnh, đáng tiếc cô ta đã tính nhầm rồi. Y thở dài, cô ta làm như vậy chỉ tổ càng lún càng sâu. Cha còn quan tâm cô ta ư, Triệu Vĩnh Phúc không trả lời câu hỏi này của con trai, châm châm một điếu thuốc, ánh mắt bối rối hướng ra cửa sổ. Triệu Quốc Cường nói: "Cha, cha không hiểu cô ta đâu." Triệu Vĩnh Phúc với không nói gì, thậm chí không nhìn con trai lấy một cái. Triệu Quốc Cường nói: "Cha chẳng lẽ chưa bao giờ hoài nghi tài chính của cô ta là tới từ đâu ư? Mấy năm nay nghề cô ta làm rốt cuộc có tính chất thế nào, chẳng lẽ cha chưa từng chú ý?" Triệu Vĩnh Phúc nói, mấy năm nay đại bộ phận tinh lực của cha đều đầu nhập vào công tác, cũng bởi vậy mà lơ là vẫn rất nhiều người, rất nhiều chuyện bên cạnh. Y nhìn con trai một cái, cha có lỗi với mẹ của các con, cha không phải là một người chồng, người cha có trách nhiệm. Những lời này Y nói MC vô cùng gian nan, ở trước mặt con trai thừa nhận sai lầm của mình, cần dũng khí tương đối lớn. Triệu Quốc Cường nói cha, chúng ta là cha con, giữa chúng ta không cần phải xin lỗi. Triệu Vĩnh Phúc nói, hôm nay cấp trên gọi cha tới nói chuyện, hỏi chuyện giữa cha và cô cảnh của con mấy năm nay, bọn họ hoài nghi giữa tôi và cô ta còn có dây dưa trên kinh tế. Triệu Quốc Cường lặng lặng nhìn cha. Triệu Vĩnh Phúc nói, phương diện này tôi không thẹn với lương tâm. Tôi tuyệt không lợi dụng quyền lực trong tay để sáng tạo bất kỳ sự tiện lợi nào cho cô ta. Triệu Quốc Cường nói, con tin cha. Cảm ơn, khi Triệu Vĩnh Phúc nói ra những lời này, khóe môi mang theo một nụ cười chua xót y nắm chặt hai tay, khi mẹ con bị bệnh nặng, cha đã quen cô ta, khi đó cô ta hoàn toàn khác với hiện tại, cô ta sở dĩ biến thành như hiện tại hoàn toàn là vì cha. Triệu Quốc Cường nói cha, có một số trách nhiệm vốn không nên do cha gánh vác. Triệu Vĩnh Phúc mấp máy môi, gian nan nói, cha biết con đang hoài nghi gì, dụng ý chân chính mà con điều tra cô ta. Triệu Quốc Cường giấu giếm giấu giếm cha, hắn gật đầu nói, trên thế giới này không thiếu chuyện vì yêu mà sinh hận. Cô ta sẽ không làm như vậy, cô ta vẫn luôn rất thích quốc lương, không thể xuống tay với quốc lương được. Triệu Vĩnh Phúc vẫn không tin cảnh thiên thu lại xuống tay với con trai mình. Triệu Quốc Cường nhìn cha, cha, cha không cần phải thuyết phục bất kỳ ai cả. Triệu Vĩnh Phúc đau khổ nhắm hai mắt lạ, y đương nhiên minh bạch ý tứ của con trai, Quốc Cường là đang nói, y đầu tiên phải thuyết phục chính bản thân y. Triệu Vĩnh Phúc nói khẽ, ghi chép về phá thai của cô ta mà con cha được có liên quan tới cha. Triệu Quốc Cường không hề kinh hãi kinh hãi, chỉ cảm thấy khó xử, bởi vì hắn đã sớm đoán được, hắn bởi vì hành vi của cha mà cảm thấy nhục nhã, nhưng thân là con, hắn không thể chỉ trích cha, chỉ có thể dùng ánh mắt thất vọng để nhìn cha, thất vọng vì hình tượng quang huy của cha trong lòng mình đã sụp đổ. Triệu Vĩnh Phúc nắm chặt tay vịn, mẹ con mấy năm trước khi ra đi sức khỏe không tốt, giữa chúng ta thường xuyên phát sinh cãi nhau, tình cảm cũng xuất hiện dạn nứt. Triệu Quốc Cường gật đầu, hắn đương nhiên nhớ rõ hai năm trước khi mẹ qua đời cha mẹ thường xuyên cãi nhau về sau rơi vào chiến tranh lạnh hắn cũng không trách cha bởi vì hắn biết tính tình của mẹ không tốt mỗi lần cãi nhau cơ hội đều là bà ta khơi mào hắn vẫn nhớ rõ trước khi mẹ lâm trung đã nắm tay hắn dương dương dặn dò muốn hắn chiếu cố cho em trai và đối xử tử tế với cha triệu vĩnh phúc nói sau khi quen cảnh thiên thu ở trên người cô ta cha tìm được một chút an ủi khi đó tính tình của cô ta rất ôn nhu, cũng rất giỏi chịu ý người ta. Triệu Quốc Cường cũng không muốn nghe cha ca ngợi cô ta, lạnh lùng nói, nhận thức của mỗi người đều khác nhau. Triệu Vĩnh Phúc nói, cha đã làm sai chuyện, cha đã coi cô ta là cảng tránh gió, cha tự cho là đã tìm được hạnh phúc, nhưng cái gọi là hạnh phúc thì thường ngắn ngủi. Y uống ngụm trà, hai tay cầm cốc, cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt con trai, Triệu Vĩnh Phúc lúc này đã mất đi khí trường ngày xưa, ở trước mặt con trai tựa như một tên tội phạm cúi đầu nhận sai. Triệu Quốc Cường đã đoán được kết quả, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng cha nói ra. Triệu Vĩnh Phúc nói, sau đó không lâu cô ta mang thai, cô ta không nói cho cha biết ngay, cho tới lúc nhìn từ ngoài cũng có thể thấy, cô ta mới báo cho cha. Khi đó mẹ con đang nằm viện, cô ta yêu cầu cha giữa gia đình và cô ta thì chỉ được chọn một, chúng ta lần đầu tiên xảy ra xung đột, trong lúc cãi vã, cha đã vô tình đẩy ngã cô ta. Triệu Vĩnh Phúc nhắm chặt mắt, vẻ mặt hối hận trên mặt đã đến. chương 2475, danh tiếng 3. Triệu Quốc Cường nói khẽ cho nên, chuyện cô ta phá thai anh một tay cha tạo thành, mà sau đó không lâu thì mẹ con qua đời. Triệu Vĩnh Phúc chán nản nói, cha có tội, cha có lỗi với mỗi người. Triệu Quốc Cường nói, mẹ con qua đời có liên quan tới chuyện này hay không? Triệu Vĩnh Phúc cắn môi, nhìn con trai, Y nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt của con trai. Triệu Vĩnh Phúc nói: "Quốc Cường, việc này vẫn luôn giày vò cha." Triệu Quốc Cường nói: "Chuyện quá khứ đã trôi qua, a à, em chúng ta không thể thay đổi được gì, nhưng có chuyện con phải truy tra tới cùng, con phải công đạo cho Quốc Lương." Triệu Vĩnh Phúc nói: "Quốc Cường, có người muốn lợi dụng chuyện của Cảnh Thiên Thu để kéo cha xuống nước. Cha không sợ sẽ gặp phải báo ứng, cha chỉ là lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến con." Triệu Quốc Cường nói, "Cha là cha con, bất kể phát sinh chuyện gì, con cũng sẽ gánh vác cùng cha." Quốc Cường, Triệu Vĩnh Phúc bởi vì những lời này của con trai mà rất cảm động. Triệu Quốc Cường đứng dậy vỗ vỗ vai cha, "Cha, đi nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều, chuyện rồi sẽ có biện pháp giải quyết." Triệu Quốc Cường tối hôm đó tới nhà ông ngoại, ông ngoại hắn Giang Đạt Dương là tiền phó thủ tướng, Triệu Quốc Cường lần này tới, mục đích là muốn ông ngoại ra mặt, hóa giải quẫn cảnh mà cha gặp phải trước mắt giang quang á nhìn thấy anh họ tới vội ra đón anh quốc cường triệu quốc cường gật đầu nói ông ngoại có nhà không giang quang á nhìn lên lầu lặng lẽ kéo triệu quốc cường sang một bên nói khẽ ông nội hôm nay tâm tình không tốt em thấy anh hay là để hôm khác tới tìm ông ấy đi triệu quốc cường nói không được anh hôm nay phải gặp lão nhân gia giang quang á nói vừa rồi khi ăn cơm chiều cha em tự dưng bị ông mắng cho một trận em thấy tình thế không ổn liền ra ngoài đi dạo anh quốc cường hay là em với anh ra ngoài uống rượu đi triệu quốc cường lắc đầu tôi giờ phải gặp ông ấy giang lão một mình ngồi trong phòng ngủ lưng hướng ra cửa lớn từ ba năm trước sau khi trúng gió ông ta vẫn không khôi phục hiện tại đi lại cần phải có xe lăn cửa phòng không hề đóng triệu quốc cường gõ cửa phòng ông ngoại giang lão gia tử không hề lên tiếng vẫn nhìn về phía trước nhưng cửa sổ lại bị một bức rèm che kín ông ta không thể nhìn được ra bên ngoài triệu quốc cường lại dè dặt gọi một tiếng giang lão giờ mới ừ một tiếng nghe thấy ông ngoại đáp lại mình triệu quốc cường mới yên tâm tới phía sau ông ta cúi người ghé vào tai ông ta nói ông ngoại là cháu giang lão trợn mắt tôi vẫn chưa già tới mức ngay cả cháu ngoại của mình cũng không nhận ra triệu quốc cường cười hắn biết ông ngoại là người rất nghiêm túc trong ấn tượng của hắn lão gia tử rất ít khi cười ông ngoại ông sao lại ngồi đây một mình đang giận ai vậy triệu quốc cường không phải người giỏi nói tài ăn nói của hắn không bằng triệu quốc lương trên thực tế trong đám trẻ con bọn họ lão gia tử thích nhất là triệu quốc lương giỏi ăn nói nghĩ đến cái chết thảm của em trai trong lòng triệu quốc cường rất đau khổ giang lão nói tôi không giận ai cả cho dù tôi giận thì ai thèm để ý già rồi ngay cả đi cũng không nổi triệu quốc cường nói ông ngoại ngày mai cháu phải về rồi hôm nay đặc biệt tới nói lời từ biệt với ông chỉ để nói lời từ biệt với tôi ư giang lão nghiêng người ngẩng đầu nhìn cháu ngoại của mình hai mắt ông ta dưới sự ma luyện của năm tháng càng lộ ra phong quang nhiếp hồn phách người ta tựa hồ có thể trực tiếp xuyên thủng nội tâm của người khác triệu quốc cường cúi đầu hắn không dám nhìn thẳng vào mắt ông ngoại giang lão nói anh có phải tới vì cha anh hay không hầu kết triệu quốc cường giật giật, hắn vẫn không mở miệng, bởi vì hắn không biết nên bắt đầu như thế nào. Giang lão thở dài, giọng nói của ông ta tràn ngập bi thương, mẹ anh đã mất hơn 10 năm rồi, vì sao không thể được yên ổn một chút, vì sao không thể để cô ta được yên giấc. Giang ra chúng tôi có lỗi gì với hắn, hắn vì sao lại đối đãi với con gái của tôi như vậy. Triệu quốc cường minh bạch, tư tình giữa cha và cảnh thiên thu đã theo sự triển khai điều tra mà lộ ra, thậm chí ông ngoại cũng đã tìm hiểu chân tướng chuyện năm đó, có điều chắc không phải toàn bộ, ông ta không thể biết chuyện cảnh thiên thu từng vì cha mình mà phá thai, nếu không, với bản tính cương trực của ông ngoại, chắc chắn sẽ khinh bỉ cha mình. Triệu Quốc Cường nói, ông ngoại, cha cháu đã rất hối hận. Giang lão lắc đầu, hối hận không bù đắp được gì, tôi biết anh muốn nói gì, Quốc Cường anh là đứa trẻ ngoan, anh tuy rằng họ triệu, nhưng trong người anh có một nửa là của Giang gia chúng tôi, ở trong lòng tôi, anh và Quốc Lương, Quang Á không có ai nặng hơn ai nhẹ hơn cả. Các anh đều là cháu ngon của tôi. Ông ngoại, hai chân triệu quốc cường khủy xuống quỳ trước mặt lão gia tử. Giang lão nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, quốc cường, tôi biết anh hiếu thuận, ông ngoại hôm nay muốn dạy anh một chuyện, nam nhân làm việc nhất định phải có trách nhiệm, ai gây ra hỏa thì tự mình phải gánh vác, lần này là trung kỷ ủy anh cha anh, vấn đề tác phong, cái mặt già này của tôi cũng không thấy xấu hổ, Tôi chỉ là cảm thấy đau lòng, tôi bị Triệu Vĩnh Phúc lừa gạt nhiều năm như vậy, nếu như không phải Chung kỳ ủy cha được hắn, tôi đến bây giờ cũng không biết con gái tôi lại chết một cách ủy khuất như vậy. Triệu Quốc Cường dương dương nói, ông ngoại, nhưng cha cháu không hề có vấn đề trên kinh tế. Có vấn đề hay không là chuyện của hắn, nếu như không có vấn đề thì không ai đổ oan cho hắn được cả. Giang lão rụt tay lại, chuyển động xe lăn tới phía trước cửa sổ. Triệu Quốc Cường vẫn quỳ ở đó, Giang lão nói, anh đứng lên đi, trở về giúp tôi nói với cha anh, lần này hắn là gieo gió gặt bảo, từ giờ trở đi, không cho phép hắn bước vào cửa Giang ra chúng tôi nữa, không cho phép hắn tới trước mộ phần của con gái tôi diễn trò hư tình giả ý. Lúc này Trương Dương đang ở thôn họa sĩ, hắn cũng nghe nói chuyện Triệu Vĩnh Phúc bị điều tra, có điều mục đích hắn lần này tới đây là muốn thông qua cố doãn chi tận lực tìm hiểu một số tình huống về tiết thế luân. Cố Doãn Chi nghe nói Triệu Vĩnh Phúc bị điều tra thì không khỏi thở dài, trên quan trường, chỗ dễ ngã nhất một là tiền tài, hai là nữ nhân, có một số quan viên có thể vĩnh viễn không bị tiền tài làm sa ngã, nhưng ở phương diện sinh hoạt cá nhân thì lại khó có thể khống chế mình, quan viên như vậy rất khó đi được xa. Cố Doãn Chi cả đời chìm nổi trong quan trường, đối với chuyện như vậy cũng nhìn quen lắm rồi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trương đại quan nhân nghe mà xấu hổ, ho khan một tiếng triệu vĩnh phúc bị cảnh thiên thu hại cho thảm quá cho dù cha không ra nhiều vấn đề lớn thì thanh danh cũng toi rồi cố doãn chi gật đầu tương lai hắn chắc không làm được gì nữa nếu như là chuyện khác giang lão có lẽ sẽ ra mặt cho hắn nhưng vì loại chuyện này thì cố doãn chi lắc đầu trương dương nói cha cảnh thiên thu này cũng không phải là hạng tốt lành gì cô ta là em gái ruột của vương quân giao tâm địa của hai chị em nhà này đều xấu xa nhắc tới vương quân giao Trương Đại Quan Nhân liền lại tức giận. chương 2476, danh tiếng 4. Cố Doãn Chi nói, tôi không biết những người này. Y bỗng nhiên nhớ tới năm đó Triệu Quốc Lương bị giết ở Đông Giang, lúc ấy người hiểm nghi lớn nhất chính là Trương Dương, con gái dài đồng vì bảo hộ Trương Dương, không tiếc vứt bỏ danh tiếng của bản thân để chứng minh cho hắn, chính là dưới tình huống này. Mình mới ra mặt bảo vệ Trương Dương, hiện giờ xem ra vụ án của Triệu Quốc Lương có lẽ có ẩn tình khác. Trương Dương đang định lên tiếng thì Triệu Quốc Cường lúc này gọi điện thoại tới, là nói rõ với Trương Dương, ngày mai không thể cùng hắn trở về Bình Hải, Trương Dương cũng lý giải vì sao Triệu Quốc Cường đột nhiên thay đổi chủ ý, dù sao Triệu Vĩnh Phúc hiện giờ đang gặp phiền toái, thân là con trai, Triệu Quốc Cường không thể rời khỏi vào lúc này. Buông điện thoại, Trương Dương nói cha, quên nói với cha, ngày mai con phải về rồi. Cố Doãn Chi cười nói, cũng nên đi rồi, lần này anh ở kinh thành cũng không phải ngắn phiền toái có phải đều được giải quyết hết rồi hay không? Trương Dương nói, phiền toái gì đâu, là người khác tìm con gây phiền toái. Cố Doãn Chi bật cười ha ha, y nhẹ giọng đề nghị, ra ngoài đi dạo tí đi. Dưỡng dưỡng đang chụp cảnh đêm bên ngoài, chúng ta đi đón nó. Trương Dương đi theo Cố Doãn Chi, dọc theo sông nhỏ cạnh thôn họa sĩ. Sau khi án mạng của An Đức Nguyên phát sinh, thôn họa sĩ quả thực có không ít người rời khỏi, không tới vài ngày, nơi này đã khôi phục bình tĩnh, người yêu hội hỏa chung quanh kinh thành lục tục kéo tới. Thôn họa sĩ thoạt nhìn thì không khác gì trước đây, có điều đồn công an địa phương đã bố trí theo dõi trong thôn họa sĩ, về phần tùy viên, theo người của An ra rời đi, nơi đó đã triệt để phong bế, không ai còn dám tới gần cái nơi hung danh vang xa đó nữa. Ánh trăng xuyên qua tầng mây chiếu lên trên sông nhỏ, mặt sông ánh lên ánh sáng như vẩy cá, gió thu mát mẻ thổi vào mặt, đi trên bờ sông với bóng cây lắc lư, bên tai nghe tiếng nước chảy róc rách khiến cho người ta cảm thấy như đi vào trong một bức tranh tràn ngập ý thơ trương dương nói cha cha biết quan hệ giữa tiết thế luân và tiêu quốc thành không cố doãn chi nghĩ nghĩ rồi mới nói quan hệ của bọn họ chắc rất tốt tôi không quen tiêu quốc thành cảm giác người này rất có phong phạm đại ca đối với tiết thế luân rất không tồi tiết lão lúc sinh tiền cũng rất thưởng thức hắn nói tới đây y nhắc nhở trương dương tôi nhớ rõ cậu từng nói năm đó đám người hứa thường đức vương quân giao tiêu quốc thành không phải cùng là thanh niên trí thức về nông thôn ở thôn tiểu thạch hoa thành phố kinh sơn ư muốn tìm hiểu về hắn vì sao không tới địa phương hỏi một chút trương dương nói con quả thực cũng có ý này bọn họ nhìn thấy cố dưỡng dưỡng ở phía trước cô ta đang tập trung tinh thần chọn cảnh cố doãn chi và trương dương cũng không quấy dày cô ta đợi cho cố dưỡng dưỡng chụp xong ảnh rồi hai người mới đi cố dưỡng dưỡng nhìn thấy trương dương mắt chấp chấp mỉm cười nói trương dương anh tới rồi à trương đại quan nhân rất không thích cô ta gọi mình như vậy nhất là ở trước mặt cố doãn chi hắn ho khan một tiếng ừ bởi vì ngày mai phải về cho nên đặc biệt tới nói một tiếng với cha cố dưỡng dưỡng nói đi nhanh thế em còn tưởng rằng anh sẽ ở dài hạn tại ở kinh thành trương dương không khỏi bật cười không quay về thì người dân tân hải sẽ quên anh mất Cố Dưỡng Dưỡng nói, không phải nói anh cuối năm sẽ kết hôn với chị Yên Nhiên ư? Trương đại quan nhân nói, đúng là có quyết định này. Sau khi kết hôn có phải không định làm quan nữa hay không? Cố Doãn Chi không nhịn được nói, cái con bé này, sao mà hỏi lắm thế? Trương Dương nói, có lẽ vậy, cha cũng nói cái tính tình này của con không thích hợp làm quan mà. Cố Doãn Chi nói, không thích hợp cũng làm nhiều năm rồi, trông này làm cũng khá. Tôi thực sự phát hiện nhãn quang của mình già rồi, không thể đánh giá được sự vật mới mẻ hiện tại. Trương Dương mỉm cười nói: "Cha, cha trong lòng con vĩnh viễn là đèn sáng." Cố Doãn Chi cười nói: "Không dám, tôi thực sự không dám." Liễu Đan Thần đã về viện kinh kịch đệ đơn xin từ chức, sự ra đi của cô ta khiến viện kinh kịch tiếc nuối không thôi, dù sao hiện tại xuất hiện một diễn viên trẻ tuổi ưu tú như vậy là vô cùng khó. Phía viện kinh kịch cũng tiến hành níu kéo Liễu Đan Thần đầy thành tâm thành ý nhưng liễu đan thần lại đã quyết trương dương vốn định mời cô ta cùng tới bình hải nhưng liễu đan thần không đáp ứng chỉ nói muốn ở lại ở kinh thành xử lý một số chuyện trên công tác chờ chuyện bên này xong xuôi rồi tất nhiên sẽ tới tìm hắn trương dương lờ mờ đoán được cô ta còn có tâm sự chưa xong có lẽ ở lại kinh thành chỉ là để kết thúc tuy rằng trương dương rất hiếu kỳ với sư môn của cô ta nhưng nhớ tới trước đó từng đáp ứng cô ta tuyệt đối không hỏi chuyện quá khứ của cô ta nên quyết định giữ lời hứa bằng không với công lực của Trương Dương, truy tung liễu đan thần cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Dương và Tần Manh Manh, Trần Tuyết cùng nhau lái xe trở về Bình Hải. Trần Tuyết vẫn là bộ dạng tiêu tụy đó, có điều nhìn ra được tinh thần của cô ta đang có chuyển biến tốt. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy vậy trong lòng rất vui, lần này trở về là lái xe Mercedes của Tần Manh Manh, dựa theo kế hoạch của Trương Dương thì chuẩn bị trước tiên cùng họ về Xuân Dương. Hắn vốn không định tới núi Thanh Đài, nhưng khi bọn họ vừa mới tiến vào cảnh nội Bình Hải, Trương Dương liền nhận được điện thoại của An Ngữ Thần. An Ngữ Thần trong điện thoại cực kỳ kích động, Trương Dương, em vừa mới nhận được điện thoại, nói cha em đã bị đưa lên núi Thanh Đài, hắn cảnh cáo em không được báo cảnh sát. Bảo em cầm một ngàn vạn tiền mặt lập tức tới đó. Trương Dương ngây ra một thoáng, An Đức Minh đã mất tích nhiều ngày, An Ngữ Thần lần này trở về Hong Kong chính là vì nguyên nhân này, không ngờ thực sự bị người ta bắt cóc, hơn nữa bon bắt cóc còn yêu cầu số lượng lớn như vậy. Trương Dương nói, tiểu yêu, em bình tĩnh một chút, anh sẽ lập tức tới Xuân Dương, có anh ở đây em không việc gì phải lo. An ngữ thần bên kia đã cuống đến độ sắp bật khóc, Trương Dương, em sợ lắm, cha em đã mất tích nhiều ngày như vậy, vậy mà không có bất kỳ tin tức nào về ông ấy, hiện tại bọn họ mở miệng đòi tiền, hơn nữa nói chỉ cần phát hiện em báo cảnh sát, bọn họ lập tức sẽ giết con tin. Trương Dương nói, em đừng sợ, có anh lo rồi, anh hiện tại sẽ lập tức tới núi Thanh Đài, bên đó là địa bàn của anh, anh không tin đám bắt cóc đó có thể làm được gì. An ngữ thần lúc này đang trên đường tới sân bay, Trương Dương lo cô ta trên đường gặp chuyện không may, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, càng vào những lúc như thế này, càng phải giữ bình tĩnh. Buông điện thoại, Tần Manh Manh và Trần Tuyết đều nhìn hắn, họ từ cú điện thoại vừa rồi đã nghe ra được chút manh mối. Trương Đại Quan Nhân cũng không cần thiết phải giấu họ, thở dài nói, cha tiểu yêu bị người ta bắt cóc, mất tích nhiều ngày như vậy, vừa rồi có tin tức nói người bị nhốt ở núi Thanh Đài. Tần manh manh không biết gì về núi Thanh Đài, nhưng Trần Tuyết thì từ nhỏ đã lớn lên ở đó, quen với một cành cây ngọn cỏ ở núi Thanh Đài. Cô ta nói khẽ, núi Thanh Đài lớn như vậy, nếu như thực sự giấu một người ở đó, tìm được cũng không phải dễ. Tần manh manh nói, anh Dương, em thấy hay là báo cảnh sát đi, dù sao chỉ bằng vào sức của mấy người thì rất khó giải quyết chuyện này. Trương Dương lắc đầu nói, không thể báo cảnh sát được, nếu như để bọn bắt cóc biết, bọn họ rất có thể sẽ làm ra chuyện giết con tin. Trần Tuyết nói, anh có nghĩ tới không, có lẽ con tin đã gặp chuyện rồi. Trương Dương mấp máy môi, hắn quả thực đã nghĩ tới vấn đề này, An à Đức Minh mất tích nhiều ngày, hơn nữa hắn mất tích ở Hong Kong, bản sự của bọn bắt cóc cao tới mấy thì cũng rất khó dẫn một người đi qua tầng tầng cửa khẩu như vậy. An à Đức Minh rất có thể đã giữ nhiều lành ít, nhưng trước khi chưa xác định An Đức Minh đã tử vong hay không, phải hết sức tìm kiếm hắn, không thể tùy tiện mạo hiểm. Trương Dương nói, thế này đi, manh manh, em và Trần Tuyết tới nhà anh chờ tiểu yêu về, anh một mình tới núi Thanh Đài, xem có phát hiện gì hay không. Tần manh manh gật đầu, được. Sau khi Trương Đại Quan Nhân đến Xuân Dương, ngay cả nhà cũng không vào, lái xe của nhị ca tới núi Thanh Đài. Trên đường hắn trước tiên gọi điện thoại cho lệ phù đang ở Hong Kong, nói với cô ta chuyện bọn cướp đã liên lạc với An Ngữ Thần. Lệ Phu nói, Trương Dương, chuyện này rất có thể là một cái bẫy. An Đức Minh mất tích là trước khi An Đức Huyên bị giết, em thấy chuyện này rất có khả năng chính là một hồi trả thù nhầm vào An ra, kẻ chủ mưu rất có thể là An Đức Hằng. Trương Dương nói, em ở Hong Kong có tra được nơi hạ lạc của An Đức Hằng hay không? Không, có điều An Đạt Phan hiện tại đang ở Xuân Dương, dựa theo nguyện vọng của An Đức Huyên lúc sinh tiền, sau khi hắn chết thì tròn hắn trong rừng của An ra. Trương Dương vừa nghe vậy lập tức cảm thấy chuyện có chút kỳ quái, An Đạt Văn đã ở núi Thanh Đài, hiện tại bọn bắt cóc lại lợi dụng An Đức Minh làm mồi dụ An ngữ thần từ Hong Kong tới, chẳng lẽ thật sự muốn một lưới bắt hết người của An gia ư? Lệ Phu nói, Trương Dương, anh phải cẩn thận, nếu như An Đức Hằng thực sự lựa chọn xuống tay ở núi Thanh Đài, chắc hẳn đã có kế hoạch chu đáo, Minh thường dễ tránh, ám tiến khó phòng, Người này âm hiểm giả dối, rất khó đối phó." Trương Dương nói, "Nếu như lần này để tôi gặp hắn, tôi sẽ ném hắn từ trên vách núi xuống, khiến hắn không có cơ hội làm sằng làm bậy nữa." Chương 2477, Không có đường về một. Trương Dương đối với núi Thanh Đài có tình cảm đặc biệt, sau khi hắn trùng sinh liền có liên hệ Thiên Ti Vạn Lũ với nơi này có, khai phá du lịch núi Thanh Đài không hề khai triển thuận lợi như trong dự đoán của bọn họ sau khi Đỗ Thiên Giã rời khỏi Giang Thành, Bí thư thị ủy tân nhiệm tả viên chiêu điều chỉnh phương hướng phát triển của Giang Thành, một hành động quan trọng nhất trong đó chính là dựng lên khu nội thành mới Giang Thành, du lịch từ ví trị hàng đầu liền tụt xuống. Trong khoảng thời gian này Xuân Dương cũng xảy ra biến hóa không nhỏ, Kiều Bằng Phi như ước nguyện giành được trước bí thư huyện ủy Xuân Dương, hắn chú trọng kinh tế nông nghiệp, cho rằng nông nghiệp mới là gốc rễ phát triển của Xuân Dương, chuyển đổi chính sách từ trên xuống dưới, khiến núi Thanh Đài bỗng nhiên trở nên không còn được người ta chú ý như trước đây. Du khách so với thì lại nhiều hơn không ít, nhưng chỉ giới hạn ở một số cảnh khu, toàn bộ địa khu núi Thanh Đài, rất nhiều địa phương tự làm theo ý mình, ngay cả thôn ấp hành chính cũng tự khai phá du lịch, loại phát triển không có trật tự này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường du lịch địa phương. Thôn Thượng Thành Hà là con đường ắt phải qua nếu muốn tới đỉnh Thanh Vân, Trương Dương ở cơ sở quần chúng của thôn Thượng Thành Hà không phải tốt bình thường, nhưng hắn cũng không ngờ hiện tại thôn Thượng Thành Hà cũng thu phí ở cảnh khu cửa thôn. Trương Dương đỗ xe lại, hạ cửa kính xe, lớn tiếng nói tôi tìm lão bí thư chi bộ. Lưu truyền khôi ở thôn Thượng Thành Hà là tồn tại cấp bậc tộc trưởng, nhắc tới lão bí thư chi bộ, người bán vẻ thò đầu ra, nhìn thấy Trương Dương thì kinh hỉ nói, ối trà, đây không phải là bí thư Trương Ư. Ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Trương Dương tuy rằng không nhận ra người trước mắt, nhưng thôn dân thôn Thượng Thành Hà đa số đều quen, Lập tức kéo rào chắn, Trương Đại Quan Nhân lái xe thẳng vào. Hắn cũng không định chào hỏi Lưu Truyền Khôi, chuẩn bị lên thẳng núi Thanh Đài. Khi sắp ra khỏi thôn thì nhìn thấy Lão Bí Thư Chi Bộ Lưu Truyền Khôi, cầm tàu thuốc, đi trước một con chó mức tiến về phía trước. Nếu đã gặp, Trương Đại Quan Nhân không thể không lên tiếng chào, hắn đỗ xe, mở cửa xe nhảy xuống, cười nói Lão Bí Thư Chi Bộ. Lưu Truyền Khôi nheo mắt lại nhìn thấy là Trương Dương không khỏi cười to, tôi đang thấy lạ sao hôm nay chim khách kêu ríu rút. Thì ra là có quý nhân tới. Trương đại quan nhân nói, tôi nào có phải là quý nhân gì đâu. Hắn nhớ trong xe có thuốc, là của nhị ca, vội vàng lấy ra đưa cho lưu truyền khôi. Lão bí thư chi bộ nói, làm gì thế? Khó khăn lắm mới đến được một chuyến, cậu khách khí với tôi làm gì? Trương Dương cười nói, tới vội quá, không mang theo được gì lão bí thư tri bộ nói chúng ta là giao tình gì chứ cứ gì phải có quà anh khinh thường tôi phải không ông ta trả lại thuốc cho trương dương vừa nhìn đã biết xe này là anh đi mượn rồi trương dương cười nói xe của nhịn ca tôi tôi có việc gấp muốn lên núi không ngờ hiện tại ngay cả thôn các ông cũng thu vé lão bí thư tri bộ thở dài nói trước kia bí thư xa nói phải làm cảnh khu sống động về sau không phải là vì xã xã các thôn thu phí loạn xạ kết quả ngay cả ô xa cũng bị người ta giật. Hiện tại vị bí thư kiều này căn bản chú trọng chú trọng khu vực núi Thanh Đài này, cấp trên không coi trọng không. Phí dụng để bảo tồn cảnh khu biết lấy từ đâu, các thôn khác đều nghĩ biện pháp kiếm tiền, thôn ta cũng không thể lạc hậu được. Có điều, đây cũng không phải là chủ ý của tôi, hiện tại đều do người trẻ tuổi làm chủ, tôi già rồi, không quản được việc này. Trương Dương nói, lão bí thư chi bộ, gần đây người của An gia có phải có tới hay không? Lưu truyền khôi gật đầu, không ít không ít, tất cả đều ở trên núi. Nói là đưa tang cho con thứ ba của An Lão. Mấy ngày này không ít người lục tục kéo tới, vốn là muốn ở trong thôn của chúng tôi. Nhưng người trong thôn nghe nói là tang sự thì đều sợ xui, không ai chịu cho bọn họ ở nhờ. Ông ta dừng lại, giết một hơi thuốc, anh cũng vì chuyện này mà đến à. Trương Dương nói, tôi và An Đức Huyên có chút giao tình, đến đưa ma cũng là điều nên làm. Cũng đúng, Trương Dương, con người anh rất trọng tình nghĩa. trương đại quan nhân từ biệt lão bí thư tri bộ tới thẳng đỉnh thanh vân. rừng hoang của an gia nằm ở thanh vân trúc hải. lúc trước chính phủ đặc biệt cấp cho họ khu đất này cũng là bởi vì an lão đầu tư vào núi thanh đài cống hiến cực lớn cho sự nghiệp xây dựng gia hương. hiện giờ an lão đã qua đời nhiều năm, diện mạo của núi thanh đài cũng thay đổi nhiều lần, không phát triển theo hướng mà lão nhân ra lúc sinh tiền muốn. nhìn thấy nơi sơn thủy này, trương đại quan nhân bắt đầu nhớ lại. Khai phá du lịch vì chính tích rốt cuộc là có lợi hay có hại cho núi Thanh Đài? Trong Thanh Vân trúc Hải Lâm thời dựng một tòa linh cứu, chung quanh linh cứu có hơn 10 lều trại được dựng lâm thời, Lưu Truyền Khôi nói không sai, mấy ngày này người từ cảng Đài vội về chịu tang nối liền không dứt. Ăn Đức Uyên lúc sinh tiền là lão đại của tín nghĩa xã, cư nhân của hắn không ít, đương nhiên người từng nhận ơn của hắn cũng không ít. Biểu hiện của An Đạt Văn sau khi cha mất cũng coi như tận tâm hết sức, sau khi được sự đồng ý của hắn Cảnh sát tiến hành nghiệm thi di thể của An Đức Huyên, kết luận là bị giết, An Đức Huyên trước khi chết từng phản kháng, nhưng vẫn bị người ta ném từ trên cổ tháp xuống dưới. An Đạt Phân sau khi hỏa táng di thể cha, mang cho cốt trực tiếp tới núi Thanh Đài, dựa theo nguyện vọng của cha lúc sinh tiền, táng y bên cạnh ông nội. Sự có mặt của Trương Dương nằm ngoài ý liệu của An Đạt Phân, hắn không biết chuyện An Ngữ Thần cũng sắp tới đây, trên thực tế, trừ Trương Dương ra. An ngữ thần không hề nói với bất kỳ ai chuyện bọn bắt cóc liên lạc với cô ta. Trương đại quan nhân tới linh đường dân hương, xong thì hắn ra bên ngoài, nhìn thấy lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa đang siêu độ cách đó không xa, đám người An Đạt phân đều cho rằng lão đạo sĩ là tâm địa từ bi, chủ động tới đây giúp siêu độ, lại không biết, lão đạo sĩ này thật ra là ông trẻ của họ, Lý Tín Nghĩa vung bụi lầm bẩm Trương Dương từ xa nhìn, không lập tức tới quấy giày, đợi cho Lý Tín Nghĩa làm phép xong rồi, mới tới bên cạnh ông ta, Cung kính nói, đạo trưởng. Lý Tín Nghĩa thở dài, cậu cũng tới à? Trương Dương gật đầu, chỉ chỉ về phía xa, chúng ta ra đó nói chuyện. Hắn không muốn đối thoại giữa bọn họ bị người khác nghe thấy. Lý Tín Nghĩa rất quen thuộc với địa hình nơi này, dẫn Trương Dương tới dưới một gốc cây tùng trên vách đá ngàn trược. Thở dài chán nản, không ngờ an ra chúng tôi vận rủi liên nguyên, chẳng lẽ trời cao thực sự muốn chúng tôi gặp báo ưng ư? Vì sao không báo ứng trên người một mình tôi thôi? tội gì phải làm khó bọn họ. Trương Dương nói, đạo trưởng, An Đức Huyên là bị người ta giết chết. Lý Tín Nghĩa nói, Giang Hồ là con đường không có lối về, lúc trước đại ca của tôi quyết định trậu vàng rửa tay chính là vì đã nhìn thấy con đường này hung hiểm, hắn không muốn hậu nhân của An ra lại đi lên con đường này, không ngờ bọn họ vẫn một đám che già măng mọc. Đức Huyên gặp phải kết cục như vậy là mệnh số của hắn. Nhớ tới con cháu của An ra lại mất đi một người, Lý Tín Nghĩa không khỏi thổn thức. Trương Dương nói tiểu yêu tối nay chắc sẽ tới. Lý Tín Nghĩa nghe nói An Ngữ Thần tới, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, trong tất cả con cháu của An gia, ông ta yêu nhất đứa cháu gái này. Lời nói kế tiếp của Trương Dương lại khiến Lý Tín Nghĩa trong lòng trầm xuống, An Đức Minh mất tích rồi, có người báo tin cho tiểu yêu, nói hắn bị bắt cóc, đang bị giấu ở núi Thanh Đài này. Lý Tín Nghĩa hít một hơi lạnh, nhà rột còn gặp mưa rầm, xem ra chuyện suối quẩy của An gia quả nhiên núi đuôi nhau kéo tới ông ta nhìn về phía dãy núi, nói khẽ cho dù là giấu ở trong núi thanh đài này, chúng ta cũng khó mà tìm được, núi thanh đài lớn như vậy, tùy tiện tìm một sơn động rồi giấu người, chắc chúng ta cả đời cũng không phát hiện được. Trương Dương nói, An à Đức Minh mất tích ở Hong Kong, tôi tìm người xem rồi, phía đại lục không hề có ghi chép xuất nhập cảnh của hắn, nói cách khác. Lý Tín Nghĩa nói, cậu là nói đây là một âm mưu. Trương Dương nói, rất có thể. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, có lẽ hắn đã sớm gặp bất chắc rồi. Lý Tín Nghĩa tuy rằng rất ít gặp mặt đám con cháu, cũng chưa bao giờ nhận nhau, nhưng nghĩ đến đời sau của An gia cơ hồ toàn bộ gặp bất chắc, trong lòng cũng rất khổ sở. Ông ta nắm chặt hai đấm, rốt cuộc là ai hận An gia chúng tôi như vậy? Trương Dương nói, đạo trưởng, tôi cảm thấy hắn đang lợi dụng chuyện này để dụ tiểu yêu đến núi Thanh Đài, là muốn gây bất lợi đối với tiểu yêu. Lý Tín Nghĩa tức giận nói, tôi xem người nào dám động vào cháu gái tôi. Trương Dương nói, thời cơ hắn chọn lựa vừa hay là lúc hạ táng An Đức Uyên, tôi thấy người này rất có thể muốn ngượn cơ hội này một lưới bắt hết con cháu An ra. Lý Tín Nghĩa tức giận đến nỗi dâu tóc dựng đứng, nếu để ông ta gặp người này, ông ta quyết không ngại đại khai sát giới. Trương Dương nhìn thấy thời gian còn sớm, lên đỉnh Thanh Vân thăm Trần Sùng Sơn, nói với ông ta Trần Tuyết đã trở về, trước mắt bởi vì sinh bệnh, đang nghỉ ngơi trong nhà mình ở Xuân Dương. Trương Dương nói như vậy không phải là muốn Trần Sùng Sơn lo lắng, hắn biết Trần Sùng Sơn cực kỳ yêu đứa cháu gái này. Sau khi nghe nói Trần Tuyết sinh bệnh, Trần Sùng Sơn quả nhiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lập tức quyết định xuống núi, tới nhà Trương Dương ở Xuân Dương thăm cháu gái bảo bối của mình. chương 2478, không có đường về hai. Trương Dương lừa được Trần Sùng Sơn đi, coi như là giải quyết xong một vướng bận, trong đạo quan của Lý Tín Nghĩa cũng chỉ có một tiểu đạo đồng, đã bị Lý Tín Nghĩa sai xuống núi mua đồ bảy giờ tối hôm đó, an ngữ thần chạy tới thanh vân trúc hải, cô ta tới trước linh cứu của tam thúc dân hương. an đạt phan ngoài mặt thì vẫn giả vờ rất tốt, hư tình giả ý gọi mấy tiếng chị. an ngữ thần sớm đã nhận rõ bộ mặt thật của thằng em họ này, cô ta đáp lại cho có lệ rồi rời khỏi linh cứu. trương dương đứng ở lối vào rừng chúc chờ cô ta, an ngữ thần nhìn thấy trương dương, trong lòng không khỏi đau xót, sự vướng bận và ủy khuất mấy ngày rồi dâng lên trong lòng, cô ta nhào vào trong lòng trương dương khóc nức nở trương đại quan nhân khẽ vuốt vai thơm nói đừng khóc trời sập cũng có anh đỡ an ngữ thần khó khăn lắm mới nín khóc trương dương lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt giúp cô ta nói khẽ anh đã tìm người điều tra rồi trong khoảng thời gian gần đây không hề có ghi chép xuất nhập cảnh của cha em anh thấy cú điện thoại đó rất có thể là âm mưu an ngữ thần nói tiền mặt bọn họ đòi em đã mang đến rồi để ở chỗ nào đó của xuân dương chỉ cần bọn họ thả cha em ra bao nhiêu tiền em cũng chịu cho họ trong lòng an ngữ thần vẫn ôm một tia hy vọng cha còn sống trương đại quan nhân cũng hiểu khả năng an đức minh đang ở trên núi thanh đài là cực kỳ bé nhỏ hắn nói khẽ cát nhân tất có thiên tướng đạo trưởng đã chuẩn bị phòng ở tử hà quan rồi buổi tối em nghỉ ở đó đi an ngữ thần nói thôi em cứ ở đây được rồi tam thúc mất em ở lại bên linh cứu một đêm trương dương nhìn về phía linh cứu liền thấy mấy chục nhân vật giang hồ đang cúi người trước di ảnh của An Đức Uyên, An Đạt Văn thì quỳ gối trong linh đường, cúi đầu, không biết thằng cha này lúc này trong lòng đang nghĩ gì. Trương đại quan nhân đối với An Đạt Văn trước giờ cũng không có ấn tượng tốt, An Đạt Văn gần đây cũng bị coi là xui xẻo, đầu tiên là vợ bỏ đi, hiện tại cha lại chết, đúng là ứng với câu hỏa vô đơn chí phúc vô song trí. An ngữ thần nói, em đang đợi điện thoại của bọn bắt cóc. Trương Dương nói, chuyện này An Đạt Văn có biết hay không? An ngữ thần lắc đầu, cô ta vẫn chưa nói chuyện này với An Đạt Văn. Trương Dương nghĩ nghĩ rồi nói khẽ, hay là nói với hắn đi. Trương Đại Quan Nhân cho rằng dưới tình huống trước mắt, không chỉ không chỉ chuyện của An ngữ thần, mà là chuyện của mọi người trong An gia. tuy rằng hắn không thích An Đạt Văn, nhưng hắn cũng nhìn ra hiện tại bọn họ và An Đạt Văn nên tạm thời đứng trên cùng một trận tuyến. Đương nhiên Trương Dương còn có một tính toán khác, hắn không an Đức Minh thực sự bị người ta giấu trên núi Thanh Đài, có người đang cố ý lập bẫy lợi dụng cơ hội lần này một lưới bắt hết con cháu của an ra an ngữ thần nói em đi nói với hắn trương dương nói hay là để anh lúc này lão đạo sĩ lý tín nghĩa bởi vì lo cho an ngữ thần nên lại từ trên núi xuống tìm khi an ngữ thần và lý tín nghĩa nói chuyện trương đại quan nhân đi đến chỗ an đạt văn an đạt văn vẫn giữ thái độ làm như không thấy đối với trương dương nhìn thấy trương dương đi về phía mình hắn không khỏi nhíu mày hắn không muốn phát sinh tiếp xúc trực diện với Trương Dương, chỉ có bản thân hắn mới biết, hắn ở sâu trong lòng kiêng kỵ Trương Dương như thế nào. Tuy rằng rất hận Trương Dương, nhưng hắn không dám không dám tùy tiện trêu chọc đối thủ cường đại này, loại cảm giác này vô cùng mâu thuẫn. Trương Dương gật đầu với hắn, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. An Đạt Văn nói, xin lỗi, tôi đang mang áo tang. Hôm nay chỉ sợ không tiện. Trương Dương nói, chuyện tôi muốn nói rất quan trọng hắn nói xong xoay người đi ra ngoài. An Đạt Phan nhìn bóng dáng của hắn, cuối cùng vẫn chậm rãi đứng dậy, đi theo Trương Dương lên gò, từ vị trí của bọn họ có thể nhìn thấy trong nghĩa trang đã tụ tập 4-50 người, tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng vẫn có người ở đang lục tục đi lên, Trương Dương nói chuyện bác anh mất tích anh có chú ý tới hay không. An Đạt Phan rất không quen với cáo ngữ khi nói chuyện này của Trương Dương với mình, như trên cao nhìn xuống. Giống như muốn giáo huấn mình vậy. An Đạt Phan nói, chuyện của An ra chúng tôi, anh cũng quan tâm quá nhỉ. Trương Dương nói, người tôi quan tâm là tiểu yêu. Vậy anh nói với cô ta ấy. An Đạt Phan lạnh lùng nhìn Trương Dương. Trương Dương nói, cô ta lần này vội vàng tới là vì nhận được điện thoại của bọn bắt cóc. An Đạt Phan ngây ra một thoáng, lúc này mới tạm thời thu hồi địch ý đối với Trương Dương. Trương Dương nói, bọn bắt cóc bảo cô ta chuẩn bị một ngàn vạn, nói đang giấu bác cả của ở núi Thanh Đài này. An Đạt Phan nhíu mày, trong lòng lại sinh ra bất mãn. Chuyện trọng yếu như vậy vì sao chị họ không nói với mình trước? Xem ra trong lòng cô ta chỉ có một mình Trương Dương là đáng tin. Có điều hắn rất nhanh đã tập trung sự chú ý vào chuyện này. Nói khẽ, không thể, bác cả tôi mất tích ở Hong Kong, bọn bắt cóc không thể lôi ông ấy tới đây được, làm loại chuyện bỏ gần cầu xa này căn bản không ăn khớp. Trương Dương nói, bác cả anh và cha anh cơ hồ đồng thời gặp bất chắc, hiện tại lại đồng thời hấp dẫn các anh đến đây, có cảm thấy chuyện này rất không hợp lý hay không? An Đạt Văn cắn cắn môi, hắn không thể không thừa nhận chuyện Trương Dương nói trọng yếu phi thường, hắn ý thức được tất cả trước mắt rất có thể là cái bẫy, có người muốn lợi dụng cơ hội này để khởi xướng công kích đối với bọn họ, anh còn biết gì nữa? Trương Đại Quan Nhân không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, ánh mắt nhìn về phía linh cứu, không ít người tới đây, những người này chẳng lẽ đều là bằng hữu của cha anh lúc sinh tiền. An Đạt Phan nói, tôi có thể cam đoan sự an toàn trong lễ tang. Trương Dương nói, tôi chỉ để ý tới an toàn của tiểu yêu. An Đạt Phan nói, anh cho rằng đây là một cái bẫy. Trương Dương lạnh lùng cười cười, năm đó An Đức Hằng có phải chết trong tay anh hay không? An Đạt Phan không biết câu này của Trương Dương là có ý gì, lạnh lùng nhìn hắn. Trương Dương nói, anh có tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn hay không? Nếu như không, anh sao có thể kết luận hắn thực sự đã chết? An Đạt Văn trong lòng nổi hàn ý, ý tứ của Trương Dương đã biểu đạt vô cùng rõ ràng, hắn đang nhắc nhở mình, An Đức Hằng vẫn sống trên thế giới này. Mấy ngày nay, An Đạt Văn tập trung tất cả hiểm nghi về cái chết của cha lên trên người Tiết Thế Luân, những lời này của Trương Dương có thể nói là như làm người ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng. An Đạt Văn nói, anh sao biết hắn còn sống? Trương Dương nói, tôi quen anh đã không ít năm, cũng coi như ít nhiều hiểu anh, con người anh quả thực có chút thông minh vặt, nhưng trong chuyện lớn thì tầm mắt lại rất kém. Anh và cha anh có vô số cửu nhân, nhưng bác cả anh trong đời lại không có bao nhiêu kẻ địch. Ông ấy tính tình đạm bạc, không tranh với đời, nhưng người nào lại đi xuống tay với ông ấy. Nếu như là cửu nhân của các anh thì vì sao không trực tiếp tìm các anh mà báo thù, mà muốn xuống tay với người vô tội. An Đạt Phan tuy rằng cảm thấy lời nói của Trương Dương vô cùng chói tai, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn nói rất có đạo lý. Trương Dương nói, vốn tôi vẫn không thể xác định, nhưng hôm nay cái bọn bắt cóc đó lại dùng tin tức giả lừa tiểu yêu đến đây, như vậy xem ra hắn và An ra các anh khẳng định là có thù không đội trời chung, người như vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, anh hiện tại chắc minh bạch tôi vì sao lại nghĩ đến An Đức Hằng rồi chứ. An Đạt Phan nói, không thể, hắn đã chết. Trương Dương nói, chuyện không nhìn thấy thì không có tư cách kết luận. Anh sở dĩ không nghĩ đến, là vì anh rất giống cha anh, rất ích kỷ, chỉ chú ý tới lợi ích của mình, căn bản không cân nhắc tới cảm thụ của người khác, cho nên khi các anh gặp phiền toái, đầu tiên chỉ nghĩ tới chuyện trong phạm vi các anh tiếp xúc, chứ sẽ không cân nhắc từ toàn cục. An Đạt Văn, đã qua nhiều năm như vậy rồi, nhãn giới của anh vẫn hạn hẹp như trước đây. An Đạt Văn nói, không cần phải anh phải chỉ tay múa chân. Trương Dương nói, nếu như không phải vì tiểu yêu, tôi cũng chẳng buồn lo làm gì, lễ tang của cha anh lần này, nhiều người tới như vậy, trong những người này rốt cuộc có bao nhiêu phần đáng tin? Anh so với tôi thì chắc hiểu rõ hơn, tôi quyết không cho phép bất kỳ ai uy hiếp tới an toàn của tiểu yêu. Trương Dương rất thiếu tín nhiệm đối với đám nhân vật giang hồ tới phúng viếng này, nhắc nhở An Đạt Văn, không phải xuất phát từ, từ sự quan tâm đối với hắn, mà là muốn hắn giữ chặt cánh cửa, để tránh nhân vật nguy hiểm lẻn vào, sự sống chết của An Đạt Văn Trương Dương không thèm để ý. Trở lại bên cạnh An Nữ Thần, nhìn thấy lão đạo sĩ đang ở đó hỏi han, không khỏi mỉm cười lão đạo sĩ đối với đứa cháu gái cháu gái thật đúng là rất yêu thương. An ngữ thần nhìn thấy hắn quay lại, hỏi, nói rồi chứ. Trương Dương gật đầu, hắn chắc sẽ bia nên làm như thế nào. An ngữ thần lo lắng nói, bọn bắt cóc cho tới bây giờ vẫn không gọi điện thoại tới. Trương Dương nói, theo anh thấy, khả năng bọn họ bắt cóc bác trai đến đây để giấu cực kỳ bé nhỏ, có lẽ chỉ là một trò đùa. An ngữ thần thở dài, nói khẽ, ngày mai chính là ngày hạ táng chú em, tối nay phải sẽ ở lại thủ linh cho ông ấy. Trương Dương nói, anh ở lại với em. Tối hôm đó an ngữ thần thủ linh trong linh đường, Trương Dương thì ngồi ngoài linh đường, ánh mắt không rời an ngữ thần. Lão đạo sĩ cũng không về ngủ, mượn cớ siêu độ ỉ ôi trong linh đường, ông ta cũng không muốn an ra lại có người gặp bất chắc. An Đạt Văn sau khi được Trương Dương nhắc nhở, cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, hắn lặng lẽ sai tâm phúc nghiêm tra tân khách tới phúng viếng, không được cho phép bất kỳ ai mang theo vũ khí. Từ tình huống bước đầu cho thấy, tạm thời chắc không có vấn đề gì, An Đạt Phan tính tình đa nghi, hắn lại bắt đầu hoài nghi những lời Trương Dương nói chưa chắc đã là sự thật. chương 2479, không có đường về ba. Một giờ sáng, An Ngữ Thần châm hương nến, An Đạt Phan nói chị, chị trở về nghỉ ngơi đi, chỗ này có em được rồi. An Ngữ Thần nhìn thấy còn có hơn 10 nhân vật giang hồ ở lại cùng An Đạt Phân, cô ta bụng đầy tâm sự, lại nhìn thấy mình nếu như không quay về nghỉ ngơi, Trương Dương và Lão Đạo Sĩ cũng sẽ ở lại cùng, lập tức gật đầu A à, Phân, chị về trước, sáng sớm ngày mai chị lại tới. An Đạt Phân nói, không gấp, tâm trạng vạng ngày mai mới hạ táng. Nhìn An Ngữ Thần và Trương Dương cùng nhau đi theo Lão Đạo Sĩ trở về từ Hà Quan. An Đạt Phân nhíu mày đánh mắt ra hiệu cho thân tín đại nhĩ đông đứng ở bên cạnh. Hai người đi ra khỏi linh đường, An Đạt Phan rút ra một điếu thuốc lá, đại nhĩ đông vội vàng bước lên châm cho hắn. An Đạt Phan hút thuốc, nhả khói, nói khẽ có tra được gì hay không. Đại nhĩ đông cung kính nói, anh Văn, chúng em đã phát ra giang hồ truy tập lệnh, chỉ cần có thể cung cấp manh mối cụ thể về An Đức Hằng sẽ được thưởng 50 vạn. Có thể giết chết hắn và mang đầu tới thì thưởng 500 vạn. An Đạt Phan lạnh lùng nói, vậy chính là mày căn bản không tra được bất kỳ tin tức gì liên quan tới hắn. Đại nhĩ đông mặt lộ vẻ khó xử, An Đức Hằng đã chết nhiều năm như vậy rồi, cho dù năm đó là giả chết, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, chẳng ai còn chú ý tới hành tung của hắn nữa. Hắn cũng đã cắt đứt tất cả liên hệ trước đây, muốn muốn hắn, chỉ sợ không dễ dàng. An Đạt Phan nói, ngày mai chắc còn có không ít người tới đây viếng. Bất kể lời hắn nói là thật hay giả, chúng ta cũng không thể khinh thường. Đại Nhĩ Đông nói, anh Văn yên tâm, em đã lâm thời phân phối không ít người tới đây. An Đạt Văn nói, nơi này là đại lục chứ không phải Hong Kong, làm việc đừng có gây ẩm ý quá, vạn nhất bị cảnh sát chú ý, chẳng phải là càng tăng thêm những phiền toái không cần thiết ư. Còn nữa, lần này trong người tới không thiếu bằng hữu của cha tôi lúc sinh tiền. Ở Đài Loan đều là người có máu mặt, chúng ta nếu như biểu hiện quá mức đề phòng, có thể sẽ khiến cho bọn họ thấy phản cảm. Đại Nhĩ Đông nói, vẫn là anh Văn cân nhắc chu toàn. An Đạt Phan nói, lão đạo lỗ mũi châu kia vô cùng cổ quái. Mỗi lần An ra chúng ta gặp chuyện không may, ông ta luôn biểu hiện ra vẻ đặc biệt nhiệt tình. Khi ông nội của tôi chết, ông ta cũng có mặt, trước khi Lâm Trung còn đặc biệt gọi ông ta vào, giúp tôi tra lai lịch của ông ta, xem ông ta và An ra chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì. Đại Nhĩ Đông nói, trước chuyện đã An bài lắp máy nghe trộm trong tử hà quan rồi. An Đạt Phan hài lòng gật đầu, chị của tôi nói bác cả bị bọn bắt cóc, nói là đang giấu ông ta ở núi Thanh Đài. Đại Nhĩ Đông nói khẽ, anh Văn, tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu, ông ta mất tích ở Hong Kong, cho dù là bị người ta bắt cóc, muốn đưa tới đến Đại Lục thì tất nhiên phải qua tầng tầng quan khẩu, chẳng lẽ hải quan Đại Lục đều là đồ trang trí ư? Một người sống sờ sờ được chuyển vào mà không có ghi chép gì ư? An Đạt Phan nói, có lẽ là, nhập cư trái phép, Đại Nhĩ Đông lắc đầu nói, hiện tại đã không giống như quá khứ nữa rồi, hải giám đại lục bất kể là trang bị hay là nhân lực đều có tiêu chuẩn nhất lưu thế giới, nhập cư trái phép nào có dễ dàng như vậy, bỏ ra từng ấy sức, chẳng thà giết đi, vận cho cốt tới có phải đơn giản hơn không. Nói xong hắn lại ý thức được những lời này có chút bất kính với An Đức Minh, sợ đến nỗi cúi đầu, anh Văn, em chỉ là thuận miệng mà nói thôi, anh đừng trách. An Đạt Văn thở dài nói, nếu như mày là kiếp phỉ, Mày cũng sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, theo tao thấy bác cả tao rất có thể là giữ nhiều lành ít rồi." Đại Nhĩ Đông nói, bọn bắt cóc chẳng lẽ thực sự vì tiền ư? An Đạt Phan nói, nếu như mày là bọn bắt cóc thì mày có lợi dụng cơ hội này để gây bất lợi cho chị tao không?" Đại Nhĩ Đông ngẩn ra, hắn có chút không rõ ý tứ của An Đạt Phan. An Đạt Phan lại nói, nếu như chị tao thật sự xảy ra chuyện gì, nhất định đều là bọn bắt cóc gây nên, mày nói có đúng không hả? Người khác sẽ không hoài nghi tao có đúng không? Đại Nhĩ Đông lúc này mới hiểu được, trong lòng không khỏi thấy lạnh cả người, An Đạt Văn không ngờ muốn mượn cơ hội này để xuống tay với xuống tay mình, tâm địa của lão đại này thật đúng là đen thật. An Đạt Văn nói, ngày mai đao đầu và Liệp Hộ sẽ tới, mày chỉ cần phối hợp hành động với bọn họ là được. An Đạt Văn ngẩng đầu nhìn về phía Tử Hà Quan, bất kể lần này có bọn bắt cóc xuất hiện hay không, hắn cũng sẽ không để Trương Dương còn sống mà rời khỏi, về phần An Ngữ Thần cô ta có lẽ còn có thể sống thêm một đoạn thời gian, dù sao khoản tài sản lớn mà ông nội để lại vẫn không biết ở đâu. Nhớ tới ông nội, An Đạt Văn không khỏi hận tới nghiến răng nghiến lợi, lão già kia, lúc trước người ngăn cơn sóng giữ cho An ra rõ ràng là mình, nhưng ông ta không ngờ lại làm vậy. Đối với An Nữ Thần mà nói thì đây là một đêm dài, trên thực tế gần đây cô ta nghỉ ngơi không được tốt, Trương Dương lo cô ta gần đây vất vả, lặng lẽ điểm huyệt ngủ của cô ta, để cô ta có thể nghỉ ngơi đóng cửa phòng vào sân của tử hà quan, lão đạo sĩ vẫn đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Trương Dương ra, quan tâm nói, ngủ chưa? Trương Dương gật đầu nói, tôi điểm huyệt đạo của cô ta, để cô ta ngủ ngon một giấc. Lão đạo sĩ thở dài, mạng của đứa nhỏ này thật khổ. Trương Dương nói, tôi thấy An Đức Minh rất có thể đã gặp nạn rồi. Lý Tín Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm nặng nề, trăng bị che kín sau tầng mây, sao cũng không thấy đâu, trong lòng lão đạo sĩ cũng phủ đầy khói mù, Lý Tín Nghĩa nói khẽ, đại ca của tôi bỏ ác theo thiện, tôi ở trước mặt lão quân tụng kinh cả đời, cả đời làm việc thiện. Nhưng những điều này vẫn không thể triệt tiêu tội nghiệp của An gia chúng tôi ư, trời cao nếu như muốn báo ứng, vì sao không báo ứng lên người những lão già chúng tôi, vì sao muốn tra tấn con cháu của An gia? Lão đạo sĩ nói tới đây, không thể khống chế bi thương trong lòng, rơi lệ lã chã. Trương Dương nói, đạo trưởng, ngài đừng quá thương tâm, tôi tin các nhân tất có thiên tướng trời cao tuyệt đối sẽ không báo ứng lên người tiểu yêu. Lý Tín Nghĩa nói, Trương Dương, những con số mà tôi nói với cậu cậu đã nói với nó chưa? Trương Đại Quan Nhân vỗ vỗ gáy, đạo trưởng, ngài không nói không nói thì tôi suýt nữa quên mất. Lão đạo sĩ không khỏi oán trách, thằng ôn này, lúc trước đại ca của tôi dặn dò chuyện trọng yếu như vậy, cậu sao có thể tùy tiện quên được. Trương Dương nói, gần đây gặp quá nhiều chuyện, tiểu yêu lần này tới đây cũng nào có tâm tình mà nghe những cái này chờ sáng mai tôi rảnh sẽ nói với cô ta. Nói tới đây, hắn cười nói, đạo trưởng, tôi thấy hay là ông nói thật với cô ta hết đi, để tiểu yêu biết cô ta trên thế giới này còn có một ông nội, chắc hẳn cô ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Lão đạo sĩ lắc đầu, người xuất gia sao có thể lưu luyến những thân thế tục này được, nó bình an là tốt rồi, tôi không mong gì hơn. Trương Dương nói, tiểu tử An Đạt Văn đó tâm cơ rất sâu, ngài cũng phải lưu ý tới thằng ôn này nhiều hơn mấy ngày này ông ít tới chỗ linh cứu thôi, vạn nhất hắn nghi ngờ ông, chỉ sợ cũng sẽ có chút phiền phức. Lão đạo sĩ thở dài, Đức Huyên dù sao cũng là cháu tôi. Tôi tới siêu độ để thể hiện tấm lòng, và lại người xuất gia như tôi làm loại chuyện này thật sự là hết sức bình thường, có gì mà phải hoài nghi. Trương Dương nói, thằng cháu ông Quang Minh chính đại thì không biết đâu, nhưng âm mưu lại là cường hạng của hắn. Được rồi, tôi cũng không anh trước mặt ông bàn lông thị phi của An ra các ông nữa, Tóm lại ông cẩn thận vẫn tốt hơn. Lão đạo sĩ nói, cùng lắm thì tôi sáng mai không ra mặt là được. Giấc ngủ này của An Ngữ Thần rất ngon, khi tỉnh lại thì đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau. Cô ta sau khi rửa mặt thì vội vàng ra ngoài, nhìn thấy Trương Dương và lão đạo sĩ hai người đang uống trà dưới tảng cây, tiểu đạo đồng không có mặt, không có ai dọn dẹp, trong viện đầy lá cây của cây bạch quả. An Ngữ Thần không khỏi oán trách, Trương Dương, anh sao không gọi em một tiếng? 9 giờ mất rồi. Trương Dương nói, dưới núi có một đám nhân vật sang hồ đang đưa tiến tam thúc của em, em đến cũng chẳng để làm gì, chẳng thà ở đây mà nghỉ ngơi cho khỏe. An ngữ thần nói, di động của em đâu? Trương Dương đưa di động cho cô ta, đêm qua không có ai gọi cả, bọn bắt cóc kia 10 phần có 9 là mạo danh, hiện tại ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra. An ngữ thần nói, nhưng chuyện này căn bản không giống như là trò đùa, vì sao muốn lừa em tới đây? lão đạo sĩ nói, trên đời này người đầy tâm nhãn nhiều lắm. An ngữ thần cầm di động, mở nhật ký cuộc gọi, tối hôm qua quả nhiên không có bất kỳ ai gọi điện thoại tới, cô ta không khỏi thở dài, nếu như điện báo của bọn bắt cóc trước đó là giả, như vậy cha mình rốt cuộc đã đi đâu? Rốt cuộc là sống hay chết? An ngữ thần đang hết sức phiền muộn thì điện thoại lại đột nhiên đổ chuông. Trương đại quan nhân và lão đạo sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ, chuyện này không khéo vậy chứ, vừa đưa di động cho cô ta thì bọn bắt cóc liền gọi điện thoại tới. chương 2480, Lòng Muông Giả Thú 1 Người gọi điện thoại tới là An Đạt Văn, khách bên Hong Kong đã tới, là bằng hữu kiêm anh em kết nghĩa của An Lão lúc sinh tiền lâm mục, y và An ra cũng được coi là bạn bè lâu năm, cho nên An Đạt Văn thông chi cho An Ngữ Thần tới gặp mặt. An Ngữ Thần đồng ý ngay, Trương Đại Quan Nhân lo lắng có người sẽ gây bất lợi cho cô ta, cho nên hôm nay đã chuẩn bị theo sát toàn bộ quá trình. Lão đạo sĩ cũng vì những lời hôm qua của Trương Dương mà từ bỏ ý định tới hiện trường lễ tang, cho dù người chết là cháu ông ta, ông ta cũng không thể biểu hiện ra sự nhiệt tình quá mức, bằng không thực sự có thể khiến cho người khác hoài nghi. Trương Dương và An Ngữ Thần đi rồi, lão đạo sĩ cầm chổi, dọn dẹp sân, từ sau khi tử hà quan cháy, hơn phân nửa phòng ốc của đạo quan đều đã sụp đổ. Chính phủ cũng chi cho một khoản để sửa chữa đạo quan, có điều thực sự khởi công xây dựng thì phải tới sang năm. Lý Tín Nghĩa vừa quét vừa nhớ tới những thảm kịch liên tiếp phát sinh trong mấy năm nay, trong lòng không khỏi cảm thán. Khi Lý Tín Nghĩa đang thở dài thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Lý Tín Nghĩa xoay người lại nhìn, thấy một nam tử trung niên chậm rãi bước vào, phía sau y còn có hai người trẻ tuổi đi theo, từ hoa trắng mà họ cài trước ngực có thể đoán ra mấy nam tử này cũng tới tham gia lễ tang của An Đức Nguyên. Nam tử trung niên nói với Lý Tín Nghĩa, đạo trưởng, tôi cũng tin đạo, muốn dâng hương siêu độ cho vong linh của bà tôi trước lão quân, không biết đạo trưởng có nguyện ý giúp cho không? Lý Tín Nghĩa nghe nói người này là vì siêu độ cho An Đức Nguyên mà đến, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nói, tử hà quan trước giờ luôn đón chào khách bát phương, thí chủ là người có duyên, mời vào mời vào. Nam tử trung niên đánh mắt ra hiệu cho hai thủ hạ hai người đều dừng ở bên ngoài không đi theo. Lý Tín Nghĩa dẫn người trung niên vào đại điện, đại điện sau khi trải qua trận hỏa hoạn đó, cũng tổn hại nghiêm trọng, nhất là nóc nhà, hiện tại tạm thời vẫn chưa sửa chữa, dùng vải che tạm. Mỗi khi trời mưa lại rột, nam tử trung niên tự mình mang hương tới, y cầm một bó hương cắm vào. Lý Tín Nghĩa đứng ở một bên, nhìn bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ của nam tử trung niên này, thầm nghĩ trong lòng, hiện giờ khách hành hương thành kính như vậy cũng không còn nhiều nam tử trung niên dơ hương trong tay lên vái tứ phương, cuối cùng cung kính quỷ xuống trước tượng lão quân, mùi hương này vô cùng đặc biệt, khác với hương bình thường. Lý tín nghĩa bất giác hít sâu một hơi, nhưng bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, bỗng nhiên ý thức được việc này không ổn, không chờ ông ta có phản ứng, hai chân lão đạo sĩ đã mềm nhún, dầm một cái ngã xuống. Nam tử trung niên cắm hương vào trong lư hương, mỉm cười đã lão đạo sĩ đã mất tỉnh nhân sự, nói khẽ ông cả đời kết duyên với nhang đèn, vậy mà một chút mùi này cũng không chịu nổi. Khi an ngữ thần hàn huyên với lâm mục lão gia tử, Trương Dương đứng ngay bên cạnh cô ta. An Đạt Phan nói vài câu rồi quay lại quỳ trong linh đường, trong khoảng thời gian An Đức Huyên chết. Biểu hiện của hắn rất giống một vị hiếu tử, vừa mới quỳ xuống thì di động đổ chuông, An Đạt Phan điện thoại. Nghe thấy một giọng nói đắc ý, đắc thủ rồi. An Đạt Phan bất động thanh sắc, gác máy, cúi đầu hoàn lễ với khách vừa mới tiến vào. Lâm Mục và An Chí Viễn là lão hữu nhiều năm, cũng là anh em kết nghĩa của An Lão, có điều khác với những anh em kết nghĩa khác của An Lão. Lâm Mục luôn làm chính ngành, khi ông ta trẻ tuổi từng bởi vì chọc vào hắc đạo mà bị đuổi giết, về sau An Chí Viễn ra mặt giúp ông ta xử lý việc này. Thấy An ra liên tục gặp bất chắc, trong lòng Lâm Mục cũng không khỏi cảm khái, vốn lần này con cái ông ta cũng không đồng ý để ông ta tới đây, nhưng Lâm Mục nhớ tới những ơn nghĩa của vị lão hữu An Chí Viễn này đối với mình, vẫn lê thân thể già nua từ Hong Kong tới dân hương. An ngữ thần nói, đa tạ Lâm Gia Gia đã tự mình tới đây. Lâm Mục Hiền từ nói, tôi vốn cho rằng Đức Uyên sẽ an táng ở Hong Kong, nhưng không ngờ cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn lá dụng về cội, người của An Gia của tình cảm rất thâm hậu đối với cố thổ. An ngữ thần gật đầu. Lâm Mục nói, có tin tức của cha cô hay không? Cha cha, mắt An ngữ thần không khỏi đỏ lên. Lâm Mục biết mình đã chạm đến chuyện thương tâm của cô ta, vội vàng trấn an, chắc không có việc gì đâu, cha cô làm người trung hậu, tôi tin các nhân tất có thiên tướng, ông ta đề xuất mà tới thăm mộ an lão. Lâm Mục có yêu cầu như vậy cũng rất bình thường, từ Hong Kong xa xôi tới đây, nói sao cũng phải dâng một nén nhang trước mộ phần của lão bằng hữu chứ. An ngữ thần dẫn đường cho Lâm Mục, Trương Dương đi cùng, nhưng khi tiến vào rừng già của An ra, lại bị bốn gã nam tử mặc tây trang đeo kính đen cản đường, tách hắn khỏi an ngữ thần và lâm ngục. Trương đại quan nhân không khỏi có chút bực mình, lạnh lùng nói tránh ra. An ngữ thần nghe thấy động tĩnh phía sau thì xoay người lại, nhìn thấy có cản trương dương, cô ta tức giận nói, làm gì thế? Để anh ta vào. Giọng nói nham hiểm của An Đạt Văn từ phái sau vang lên, hắn có tư cách gì mà vào rừng già của An ra chúng ta? An ngữ thần nói, tôi dẫn hắn vào cũng không được à? An Đạt Văn lắc đầu nói, không được, An gia không còn do chị định đoạt, chị và hắn có quan hệ gì? Thầy trò, tôi thấy không giống, vợ chồng, hình như chưa nghe nói hai người đăng ký kết hôn, tôi tuy rằng gọi chị là chị họ, nhưng hôm nay là tang lễ của cha tôi, không thể để người lại đi lại trong rừng già của An gia. Lâm Mục nói, A à Văn, cậu nói như vậy thì tôi cũng là người ngoài rồi. An Đạt Văn nói, Lâm Lão gia tử, chuyện này không liên quan tới ngài, ngài là anh em kết nghĩa của ông nội tôi, ngài đương nhiên là có tư cách, tôi là ngứa mắt người ngoài khoa tay múa chân với chuyện của an gia chúng tôi hắn lạnh lùng nhìn trương dương an ngữ thần còn muốn cãi thì lâm mục thở dài hai đứa nói ít đi thôi được không có thể để người chết được yên nghỉ không trương dương cũng không phải có hứng thú gì với rừng già của an gia hắn chỉ muốn bảo hộ an ngữ thần an ngữ thần nghe lâm mục nói như vậy cũng nén cơn giận nói với trương dương trương dương anh ở chỗ này chờ em em có thể tự chiếu cố cho mình An Đạt Phan phất phất tay nói, A à Đông, cậu dẫn người bảo hộ chị họ tôi, chuyện của An ra chúng tôi không cần người ngoài nhúng tay. Đại Nhĩ Đông dạ một tiếng, xuất lĩnh bốn gã thủ hạ đi theo. Với tính tình của Trương Đại Quan Nhân thì vốn đã xông lên tát cho An Đạt Phan hai cái rồi, nhưng An Ngữ Thần ở đây, hắn dù sao cũng phải chiếu cố tới cảm thụ của cô ta, chỉ có thể nén sự phẫn nộ trong lòng, dặn dò An Ngữ Thần có chuyện gì thì gọi anh ngay. An Ngữ Thần và Lâm Mục cùng đám người đó bước đi trương dương tới trước mặt an đạt phân với đảm sắc của an đạt phân trong lòng cũng không khỏi bắt đầu hồi hộp hắn trước đây không phải chưa ăn tát của trương dương biết tên trước mặt này là hạng người là chuyện gì cũng dám làm an đạt phân nói anh muốn làm gì trương dương nói hôm nay tôi không đánh anh an đạt phân anh nghe rõ cho tôi nếu anh dám dở trò gì ở đây tôi đảm bảo anh sẽ không rời khỏi được núi thanh đài này an đạt phân giả vờ chấn định cười lạnh nói đừng coi mình như là chúa chuyện của an gia chúng tôi tôi tự mình xử lý lâm mục dâng hương trước mộ phần của lão hiếu ông ta cảm thán nói đại ca nhớ tới trước đây chúng ta nâng cốc nói cười cảnh đêm dài hàn huyên như vẫn còn trước mắt nhưng giờ huynh đệ lại đã là người quỷ xa cách nhìn di ảnh của an trí viễn trên bia mộ trong lòng lâm mục không khỏi chua sót an ngữ thần ở bên cạnh cũng khóc không thành tiếng vừa nghĩ đến cha mất tích ông nội chết hiện tại ở an gia cô ta không ngờ ngay cả một người thân cũng không còn an ngữ thần tất nhiên thương tâm. Lâm mục thở dài, đang định lên tiếng thì cảm thấy đầu óc quanh cuồng, dầm một cái ngã xuống đất. An ngữ thần thấy thế thì kinh hãi thất sắc, đang muốn hét lên gọi người thì lại không thể nói được, cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngã xuống đất. Đám người đại nhí đồng ở bên cạnh vội vàng lao lên dập hương, khiêng lâm mục ra bên ngoài, cùng lúc đó, từ trong rừng trúc hai người áo đen đi ra, nhấc an ngữ thần lên, nhanh chóng biến mất trong rừng trúc. Trương Dương ở bên ngoài chờ đến suốt ruột, nhưng hắn cũng cho rằng giữa ban ngàn ban mặt, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Khi hắn đã có chút bực mình thì đột nhiên nhìn thấy đám người đại nhĩ đông khen lâm mục lão gia tử hớt hải chạy ra. Mọi người chỉ đều chú ý tới lão gia tử này, nhưng Trương Dương lại phát hiện an ngữ thần không đi cùng. Đại nhĩ đông kêu lên, không xong rồi, lâm mục lão gia tử đột nhiên té xỉu. chương 2481, Lòng muông giả thú 2 mọi người kêu lên mau đưa tới bệnh viện trong lòng trương dương đã bị phủ lên một tầng mây hắn chẳng buồn hỏi tình trạng của lâm mục xoay người phóng vào rừng của an ra hai gã thủ hạ của an đạt văn muốn cản lại bị trương dương đánh bay ra ngoài trương dương tới trước mộ phần của an lão lại thấy chung quanh không một bóng người trương đại quan nhân kinh hãi an ngữ thần không ngờ lại bị người ta bắt cóc đi rồi an đạt văn dẫn người chạy tới nhìn thấy cảnh này cảnh cũng tựa hồ đại kinh thất sắc trị Chị của tôi đâu rồi? Trương Đại Quan Nhân hầm hầm nhìn An Đạt Văn rồi bước tới, mấy thủ hạ của An Đạt Văn đồng thời thò tay vào eo, Trương Dương đoán bọn này chắc mang vũ khí, Trương Dương tức giận nói: "Anh giải thích với tôi thế nào đây?" An Đạt Văn vẻ mặt vô tội, "Tôi không biết, tôi thực sự không biết." "A à Đông, A à Đông, mày con mẹ nó ra đây." Đại Nhĩ Đông thở hồng hộc chạy tới, vừa tới trước mặt An Đạt Văn, An Đạt Văn đã tát cho hắn một cái, "Chị tao đâu?" Đại Nhĩ Đông bị An Đạt Phan đánh cho ngây ra, nghe thấy An Đạt Phan hỏi mới hiểu, chắc lão đại là đang muốn diễn trò trước mặt Trương Dương. Hắn vẻ mặt bối rối nói, vừa rồi Lâm lão gia tử đột nhiên ngã xuống, bọn em chỉ lo cứ lão gia tử, quên bảo hộ tiểu thư. An Đạt Phan giận dữ hét, còn không mau còn không mau tìm cho tao. Trương Dương nhìn một màn trước mắt, trong lòng hối hận đến cực điểm, sớm biết như vậy, mình nên kiên trì đi cùng An Ngữ Thần, nếu An Ngữ Thần gặp chuyện không may, mình sẽ phải đối mặt với thiên tứ còn trong tã lót như thế nào đây?" An Đạt Văn trong lòng thầm đắc ý, "Trương Dương anh tưởng mình ghê gớm lắm à, tôi vẫn có thể cướp An Ngữ Thần đi trước mặt anh đó. Anh chỉ sợ không thể nào nghĩ ra được chuyện này có liên quan tới tôi." Hắn vụng trộm nhìn Trương Dương, liền thấy đôi mắt tràn ngập sát khí của Trương Dương đang lạnh lùng nhìn thẳng vào mình, An Đạt Văn không khỏi một. Trương Dương nói, "Đừng quên lời nói mới rồi của tôi, nếu như tiểu yêu có gì sơ suất, anh và đám thủ hạ này của anh đừng ai hỏng sống sót rời khỏi đây. Trương Dương ở trong biển trúc tìm kiếm gần một tiếng, nhưng không phát hiện bóng dáng của An Ngữ Thần, lúc này hắn đã hoàn toàn chấn định lại rồi, nhìn nhìn chung quanh, người của An Đạt Văn cũng đang tìm kiếm bên trong rừng trúc, Trương Đại Quan Nhân cũng không phân biệt nổi đám người này rốt cuộc có phải thực lòng tìm kiếm hay không, chuyện này ngay từ đầu đã là một cái bẫy rồi. An Ngữ Thần vì tìm kiếm cha mà đến núi Thanh Đài, Đối phương lợi dụng tâm lý nóng lòng tìm cha của An Nữ Thần, dụ cô ta tới đây, cũng là từng bước dẫn cô ta vào cái bẫy đã lập sẵn. Trương Dương tuy rằng vô cùng cẩn thận, nhưng hắn phát hiện mình vẫn tính sai một chuyện, hắn vốn không nên tin An Đạt Văn, An Đạt Văn này lòng muông giả thú, tuyệt đối không thể đứng cùng trận tuyến với mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng cực kỳ đáng sợ, An Đạt Văn có phải đang lợi dụng cơ hội lần này để làm tính toán khác hay không? Lâm Mục được khẩn cấp đưa tới Bệnh viện Nhân dân huyện Xuân Dương, tuy rằng xảy ra bất ngờ như vậy, nhưng lễ tang của An Đức Nguyên vẫn phải tiếp tục tiến hành. So với đội ngũ gần trăm người đưa ma bên An Đạt Văn, Trương Đại Quan Nhân lộ ra sự thế đơn lực cô, hắn quyết định về tử Hà Quan tìm viện binh. Luận về quen thuộc đối với địa hình vùng này, lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa tuyệt đối là số một. Nhưng khi Trương Dương tới tử Hà Quan, lại phát hiện Lý Tín Nghĩa cũng không biết tung tích trương đại quan nhân lúc này thực sự hết đường xoay sở nhưng đúng lúc này điện thoại của hắn đổ chuông trương dương nhìn nhìn dãy số số lạ bắt máy sau đó nghe thấy một giọng nói trầm thấp trương dương là tôi lý tín nghĩa và và đều đang ở trong tay tôi muốn bọn họ sống sót thì anh phải thành thành thật thật phối hợp trương dương nhìn nhìn chung quanh đám người an đạt văn đang chuẩn bị hạ táng không ai chú ý tới bên hắn trương dương đi ra xa nói khẽ anh rốt cuộc muốn gì ăn ngữ thần mang theo 200 vạn Mỹ Kim tới đây, khoản tiền đó hiện tại đang ở trong kết sắt phòng số 518 của khách sạn Huyền Minh Châu Xuân Dương. Tôi cho anh 3 tiếng, anh tới khách sạn mở kết lấy khoản tiền đó về đây. Trương Dương nói, tôi làm thế nào để biết họ vẫn không sao. Anh không có tư cách bàn điều kiện với tôi, nhớ kỹ, đừng dở trò, chỉ cần để tôi phát hiện anh dám bảo cảnh sát, tôi sẽ giết bọn họ. Anh nhớ kỹ, mật mã của kết sắt là ngày sinh của thiên tứ, chìa khóa thì giấu trong bồn nước. Đối phương nói xong liền gác máy. Trương Dương nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ sáng. Từ nơi này tới khách sạn Minh Châu Xuân Dương, cho dù là đi không ngừng thì chỉ sợ thời gian cũng vẫn rất khẩn trương. Hắn biết 200 vạn Mỹ Kim mà An Ngữ Thần chuẩn bị gửi ở Xuân Dương. Bọn bắt cóc lúc trước yêu cầu 1.000 vạn tiền mặt, nhưng mang theo 1.000 vạn nhân dân tệ theo người căn bản là không thực tế. Cho nên An Ngữ Thần đổi thành đô la, một là để tiện mang theo, thứ hai cũng tiện giấu. Người gọi điện thoại này biết rõ như vậy, từ đó có thể chứng minh An ngữ thần 10 phần có 9 đã lọt vào tay hắn. Trong lòng Trương Dương cũng thoáng an tâm, An ngữ thần chủ động nói với bọn bắt cóc địa điểm giấu tiền, dụng ý chính là để chúng thấy hơi tiền nổi máu tham, mà cô ta kiên chỉ không nói mật mã, để mình đi lấy tiền chẳng khác nào để lại cơ hội và khả năng tìm bọn bắt cóc cho mình. Bọn bắt cóc không thể biết được thiên tứ là ai, càng không thể biết được ngày sinh của nó. An Ngữ Thần và Lý Tín Nghĩa hai người đều bị trói, vị trí của bọn họ là một hang động, hai người ngồi dựa vào vách đá ẩm ướt, nhìn người trung niên phía trước. Người trung niên mỉm cười nói, hai vị đừng sợ, tôi bắt hai vị chỉ là để cầu tài, chứ không phải muốn sát hại tình mạng của hai người, chỉ cần hai người phối hợp, tôi cam đoan sẽ không làm hai người bị thương. An Ngữ Thần nói, cha tôi ở đâu? Người trung niên nói, chờ tôi lấy được tiền rồi nhất định sẽ nói với cô. An ngữ thần nói, anh nói dối, anh căn bản không phải bọn bắt cóc cha tôi. Nụ cười của người trung niên không thay đổi, mạng cô quan trọng hay là mạng cha cô quan trọng. Trước tiên lo cho mình đi đã. An ngữ thần nói, ai phái anh tới, anh rốt cuộc muốn gì. Người trung niên thở dài, cô không hỏi tôi thì suýt nữa tôi cũng quên mục đích chủ yếu bắt cô tới đây. An ngữ thần nói, chuyện này không liên can tới đạo trưởng, anh đừng làm khó ông ta người trung niên nói không liên can tới ông ta ư hắn bật cười ha ha chậm rãi tới trước mặt lý tín nghĩa đổ nửa bình nước chưa uống lên người lão đạo sĩ lý tín nghĩa bị nước lạnh làm cho tỉnh lại ngay lập tức hỏi an tiểu thư cô có sao không an ngữ thần lắc đầu đạo trưởng tôi không sao người trung niên chật chật nói quả nhiên là nghĩa đậm tình sâu an ngữ thần nghe hắn nói như vậy bất giác ngẩn ra Người trung niên chỉ vào Lý Tín Nghĩa rồi nói với cô ta, cô vẫn không biết à, ông ta là em ruột của ông nội cô, trước khi chưa xuất ra cũng là họ An. An ngữ thần tuy rằng vẫn luôn cảm thấy lão đạo sĩ là trưởng giả hòa ái dễ gần, nhưng cô ta không biết lão đạo sĩ không ngờ là ông trẻ của mình, có điều những lời này xuất phát từ từ miệng bọn bắt cóc, cô ta vẫn nửa tin nửa ngờ. Lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa vốn là cả đời không định nói ra bí mật này, nhưng hiện tại hai ông cháu họ đã rơi vào khốn cảnh cũng không biết có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không, không khỏi thở dài, tiểu yêu, những gì hắn nói là sự thật đó, ông và ông nội cháu là anh em cùng cha khác mẹ. an ngữ thần nghe thấy mình ở trên đời này không ngờ còn có thân nhân, không khỏi lệ nóng doanh chồng. người trung niên nói, trước tiên đừng nhận nhau vội, an tiểu thư, khoản tiền mà cô nói đó tốt nhất đừng là giả. an ngữ thần nói, nếu như anh chỉ là vì khoản tiền đó thì dễ thôi chỉ cần thả chúng tôi ra, tôi có thể trả cho anh gấp đôi. Người trung niên cười nói, tôi không tham vậy đâu, đúng rồi, hiện tại cô có thể nói ra tài khoản và mật mã ngân hàng Thụy Sĩ mà An Lão Gia Tử để lại rồi đó. An ngữ thần hơi ngẩn ra, cô ta chưa bao giờ nghe ông nội nói qua về chuyện này. Lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa nghe thấy câu này thì trong lòng cả kinh. Bí mật này ông ta trừ nói với Trương Dương ra thì không có người thứ ba nào biết, sao người trung niên lại biết. An ngữ thần nói, tôi không hiểu anh đang nói gì. Người trung niên nói, An tiểu thư, tôi khuyên cô nên nghĩ cho kỹ xem tiền quan trọng hay là mạng quan trọng. Lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa nhìn nam tử trung niên đó, nói các anh là người của An Đạt Phan. Người trung niên cười nói, thật ra hồ đồ một chút ngược lại có thể sống được lâu hơn. Dựa theo kế hoạch đã định trước, vốn nên hạ táng lúc hoàng hôn, nhưng An Đạt Phan không biết vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn quyết định lâm thời đổi lại là hạ táng sau giờ ngọ. chương 2482, lòng muông giả thú ba. Trước khi hạ táng, đột nhiên trời đổ mưa, người tới đưa tang An Đức Nguyên phần lớn không mạng theo ô, trở tay không kịp, nhưng khiếp sợ uy thế của An Đạt Văn, không ai dám chạy vào lếu chú mưa. An Đạt Văn ôm cho cốt của cha, đi trong mưa gió, thủ hạ mở ô, muốn che cho hắn, nhưng lại bị An Đạt Văn cự tuyệt huyệt của An Đức Huyên được đặt bên cạnh An Trí Viễn, trên thực tế bên trong các con cái của An Lão, người từ lúc sinh tiền đã muốn lá dụng về cội, được táng trong rừng già của An ra chỉ có An Đức Huyên. An Đạt Phan nhìn nấm mồ trước mắt, tòa lớn nhất là của tổ gia gia An dâu dập, hắn từng nghe nói tới sự tích huy phong của vị tổ tiên này, năm đó tung hoành một đời ở núi Thanh Đài, khiến dân chúng 800 dặm chung quanh nghe thấy đã sợ mất mật, ở bên cạnh là phần mộ của ông nội hắn An Trí Viễn. An Đạt Phan vẫn mang kinh ý đối với lão nhân từng thét ra lửa ở hương cảnh này, nhưng sau khi hắn biết ông nội đem tài sản lớn bí mật gửi ngân hàng rồi để lại cho chị họ mình An Ngữ Thần thì tâm tính của hắn liền hoàn toàn thay đổi. An Đạt Phan cung kính để cho cốt của cha vào trong quan tài, mọi người hợp lực đưa quan tài vào trong huyệt, thầy địa lý được mời từ Hong Kong đến ở bên cạnh chỉ huy. Sau khi quan tài định vị, An Đạt Phan quỳ gối trước mộ, không để ý tới lầy lội, dương dương vái ba vái, cha chết thật sự quá thảm, nếu như tất cả đúng như lời Trương Dương nói, như vậy An Đức Hằng này mới là cửu nhân lớn nhất của hắn. Người tới phúng viếng đi quanh huyệt, đều ném một bông hoa bách hợp tượng trưng cho hoài niệm vào trên quan tài. An Đạt Phan đứng lên, bốc bùn đất ẩm ướt ném lên quan tài của cha. Sau khi hắn xúc đất tượng trưng, mấy thủ hạ đồng thời động thủ, rất nhanh đã dựng lên một phần mộ lớn trước mặt họ. An Đức Uyên từng tung hoành hát đạo Đài Loan, một tay sáng lập tín nghĩa xã, xã đoàn lớn thứ hai ở Đài Loan, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh chết bất đắc kỳ tử, giang hồ quả nhiên là con đường không có lối về. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, quần áo của mọi người đều đã ướt đẫm, bọn họ thầm oán hận cái thời tiết chết tiệt này. Đại nhĩ đông xòe ô, che cho An Đạt Văn, bốn phía đã không còn anh khác, An Đạt Văn nói khẽ có tin tức gì hay không. Đại nhĩ đông cúi đầu, ghé vào tai hắn nói khẽ, đau đầu nói cần một chút thời gian. Trương Đại quan nhân ngựa không ngừng vó chạy đến Xuân Dương, trên đường hắn gọi điện thoại cho Kiều Bằng Phi, đây là để tránh gặp phiền toái không cần thiết, muốn nghênh ngang tiến vào khách sạn Minh Châu, phải cần người đứng đầu Xuân Dương lên tiếng. Kiều Bằng Phi tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn bật đèn xanh cho Trương Dương, Trương Đại quan nhân thuận lợi tiến nhập phòng an ngữ thần đặt trước, quả nhiên từ trong két nước bồn cầu tìm được chìa khóa két sắt, sau đó ấn số ngày sinh của con trai, thuận lợi mở két sắt, lấy 200 vạn mỹ kim ném vào túi du lịch. Trương đại quan nhân không dám có chút chậm trễ, đeo 200 vạn Mỹ Kim quay về. Mưa thu chế tạo không ít phiền toái cho trương đại quan nhân trên đường về, khi đi qua Hắc Sơn Tử, một bộ phận đường lại bởi vì sạt lở mà gián đoạn, Trương Dương không thể không vứt xe jeep, tiếp tục đi bộ lên núi, đi qua khu sạt lở, trương đại quan nhân cản một chiếc xe máy lại, đòi mua xe. Nông dân thanh niên chớp chớp mắt, xe này của tôi là hạnh phúc cũ, nhưng rất bền, giá hơn một ngàn. Trương đại quan nhân rút ra một ngàn Mỹ Kim đưa ra. Đối phương hiển nhiên không biết tờ đô la xanh xanh đỏ đỏ này cái gì đây. Anh lấy tiền âm phủ ra lừa tôi à. Cái địch, đây là Mỹ Kim đấy. Trương đại quan nhân chẳng buồn rong dài với hắn, đá thằng cha này xuống dưới, sau đó ném một ngàn Mỹ Kim cho hắn, cưỡi hạnh phúc cũ của hắn, phóng đi. Thanh niên đó chẳng thèm nhặt tiệc, vừa hét vừa đuổi theo, có người cướp xe máy của tôi. Có người giọng nói của Trương Đại Quan Nhân từ tít xa vang lại, anh tới thôn Thượng Thành Hà lấy xe. Trương Đại Quan Nhân tuyệt đối là mượn chứ không phải cướp, thời gian cấp bách, hắn cũng không thể giải thích. Lễ tang đã tiến hành đến kết thúc, An Đạt Văn vừa mới đứng lên thì liền nhìn thấy một điểm đỏ nhắm vào ngực, sau đó hắn liền cảm thấy giống như một trọng quyền nện vào ngực, thân thể An Đạt Văn ngửa ra sau, va và vào một gã thủ hạ, sau đó ngã chồng vó vào vũng bùn. Chiếu chiếu chiếu, Tiếng đạn qua ống giảm thanh vang lên không dứt, tiếng kêu thảm thiết quyện thành một mảng. Khách tới phúng viếng có 5-6 người ngã xuống vì trúng đạn. Thủ hạ của An Đạt Văn vội vàng rút súng. Bọn họ căn bản không thể nhận ra sát thủ trốn ở đâu, chỉ có thể nhắm vào bốn phía rừng trúc bắn trả một cách mù quáng. Đạn tới từ hai hướng khác nhau, rừng già của An Gia là khu vực trống trải duy nhất trong thanh vân trúc hải, mà khu vực này hiện giờ đã thành rào chắn liệp sát của đối phương. Trong cơn hoảng loạn có người kêu lên, "Mau, mau vào rừng trúc." Nhóm người đã bị tiếng súng khiến cho biến thành thất kinh này giờ mới tỉnh ngộ, cả đảo vội vàng vào lao trong rừng trúc, chỉ có nhờ sự yểm hộ của rừng trúc mới có thể tránh được đạn của tay súng bắn tỉa. An Đạt Phan dưới sự trợ giúp của hai thủ hạ gian nan bò dậy, hắn trước chuyện đã mặc áo chống đạn, cũng như vậy mới tránh được một súng chí mạng đó. An Đạt Phan đến bây giờ vẫn chưa từ trong trong khủng hoảng khôi phục lại một súng vừa rồi vốn là nhắm vào chán hắn, nhưng hắn vừa hay đứng dậy. Cho nên đạn mới bắn trúng ngực hơn. Anh Văn, đi mau, thủ hạ này còn chưa nói hết câu thì đạn đã bắn xuyên đầu hắn, máu tươi và óc văng lên mặt An Đạt Văn. An Đạt Văn không cách nào hình dung được sự sợ hãi trong lòng, hắn dùng tốc độ kinh người trốn vào rừng trúc. Trong 3 phút ngắn ngủi, cơ hồ tất cả người sống sót đã tiến vào trong rừng trúc, trong rừng già của An ra, hơn 10 cỗ thi thể nằm ngổn ngang tiếng súng đã ngừng, bên cạnh An Đạt Văn còn có 5 tên thủ hạ, vừa rồi khi tiếng súng vang lên, mọi người chạy lung tung, tránh được loạt đạn đó chắc có không ít người, đều ẩn thân trong rừng trúc chung quanh. An Đạt Văn rút súng lục ra, không biết là bởi vì rét lạnh hay là sợ hãi, môi hắn bắt đầu run run, có lẽ là cả hai. Không ai dám mạo hiểm chạy đi, chỉ cần ở nơi trống trải, bọn họ có thể sẽ trở thành mục tiêu liệp sát của đối phương. An Đạt Phan nói với đại nhĩ đông ở bên cạnh, Tao bảo mày tra xét chung quanh, sao vẫn còn phát sinh loại chuyện này? Vẻ mặt đại nhĩ đông rất vô tội, đỉnh thanh vân địa hình phức tạp, chỉ bằng vào nhân thủ trước mắt của bọn họ muốn khống chế tất cả chung quanh căn bản không có khả năng. Yên lặng kéo dài chừng 10 phút, trừ tiếng mưa gió, không nghe thấy tiếng súng. An Đạt Văn vung súng lục ở tay phải, ra hiệu cho một gã thủ hạ đi ra xem tình huống. Tên thủ hạ cắn chặt môi, vẻ mặt sợ hãi. Trong hai mắt An Đạt Văn lộ hung quang, họng súng của hắn dùng chậm rãi nhắm vào người tên thủ hạ này. Tên thủ hạ đó sắp khóc tới nơi rồi, hắn không thể không tiếp nhận mệnh lệnh, chậm rãi tới gần rìa rừng trúc, trước tiên ném một cục đá ra ngoài, không thấy có động tính, lúc này mới đánh bạo vươn tay ra, vẫn không có động tính. An đạt phan vẩy vẩy súng lục, ra hiệu cho hắn đi ra ngoài. Tên đó cố lấy hết súng khí, đi ra ngoài, tựa sát vào rừng trúc từ từ chui ra, hắn đi được hai bước, cảm thấy không có ai nhắm bắn, lúc này mới co chân chạy ra ngoài. Chiếu, đạn nháy mắt đã đuổi theo bước chân hắn, bắn thủng gáy hắn, tên thủ hạ đó không phát ra nổi một tiếng kêu nào đã ngã xuống đất, tứ chi vẫn không ngừng co giật trong đống bùn. An Đạt Văn hít một hơi lạnh. Đại Nhĩ Đông nói khẽ, anh Văn, đàn từ phía đối diện bắn ra, người chết toàn là người của chúng ta. Hắn còn chưa dứt lời thì nghe một tiếng bùm, tiếng súng cách bọn họ không xa, sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi dẫn phát một loạt tiếng súng dày đặc. Lần này tiếng súng gần như vậy, hiển nhiên không phải là từ tay súng bắn tỉa đó. Thê lương giọng nói thê lương hét lớn, bọn từ Đài Loan tới toàn là bọn phản bội. Giọng nói của hắn rất nhanh liền bị tiếng súng bao phủ. Mồ hôi lạnh trộn với nước mưa từ lưng an đạt văn chảy xuống, hôm nay người Đài Loan tới phúng viếng ít nhất có 30 người, tiếng hét vừa rồi chẳng lẽ đại biểu cho hơn 30 người Đài Loan này tất cả là nội tặc. Không thể, Bọn họ đều là bang chúng của tín nghĩa xã, tất cả đều là thủ hạ tâm phúc của cha năm đó. Tiếng súng gián đoạn, một giọng nói đầy khẩu âm mân nam vang lên, An Đạt Văn, mày thúc thủ chịu trói đi. An Đạt Văn từ giọng nói nghe ra, đây là một trong những trợ thủ đắc lực của cha năm đó, tam đương gia Hoàng A Thái của tín nghĩa xã, không ngờ tên thủ hạ được cha một tay để bạt, không ngờ trên lễ tang của cha trở gióa. Hắn chậm rãi cởi đồ tang trên người, đại nhĩ đông cũng tháo khăn tang xuống, hôm nay thủ hạ của An Đạt Văn tất cả đều để tang, tân khách tới phúng viếng phần lớn đeo hoa trắng trước ngực, tay súng bắn tỉa chính là dùng cái này để phân biệt địch ta. chương 2483, giữ mạng quan trọng hơn một Trương Dương khi đi qua thác Bôn Long thì mơ hồ nghe thấy tiếng súng, tiếng súng liên tiếp khiến hắn hết hồn. Mưa to hồ còn to hơn vừa rồi, trên núi Thanh Đài cũng không có du khách, bởi vì do trời mưa, trên sơn trải đầy dòng suối và thác nước, mưa làm mờ tầm mắt. Trương Dương nhìn đồng hồ, cách kỳ hạn đối phương cho mình còn có nửa tiếng. Tiếng súng đã hoàn toàn ngừng lại, núi Thanh Đài đã khôi phục sự yên tĩnh lúc đầu, từ tiếng súng dày đặc vừa rồi cho thấy, chắc là một cuộc hỗn chiến, Trương Dương minh bạch mình lo mấy cũng vô dụng, chỉ có đi nhanh hơn, tranh thủ mau chóng chạy đến Thanh Vân Trúc Hải xem thế nào. Nghe thấy tiếng súng không chỉ có một mình Trương Dương, cho dù là ở trong địa động, An Ngữ Thần và Lý Tín Nghĩa cũng đều nghe thấy tiếng súng. An ngữ thần ý thức được chi giác của thân thể mình bắt đầu trở nên nhạy bén, tay cô ta cũng dần dần khôi phục lực lượng, bởi vậy chứng minh thuốc mê hạ trong người cô ta đã dần dần mất đi tác dụng, thể chất của an ngữ thần khác với người thường, cô ta trời sinh tuyệt mạch, cho nên từ nhỏ đã học tập võ công, về sau Trương Dương ở trên châu phong dùng xong tu thuật cứu mạng cô ta, lần đó, Trương Đại Quan Nhân đã phải trả giá đắt, một thân công lực bị an ngữ thần hút đi 7-8 phần có thể nói một thân nội công của Trương Dương trước đây trên cơ bản đã chuyển sang người An Ngữ Thần. Nhưng sau khi An Ngữ Thần mang thai, thiên sinh tuyệt mạch của cô ta đã được chữa khỏi triệt để, từ khi đó hứng thú của cô ta chuyển sang người thiên tứ, không còn si mê võ công như trước đây, ngược lại còn lơ là, nếu như không phải thân hãm nguy hiểm, cũng sẽ không kích phát ý chí chiến đấu của cô ta. An Ngữ Thần sau khi cảm thấy bản thân phát sinh biến hóa, mới nhớ tới một thân nội lực siêu phàm đó của Trương Dương sớm đã chuyển sang mình hiện tại An Ngữ Thần có chút giống như đứa nhỏ có gia tài bạc triệu mà không biết dùng như thế nào. Lý Tín Nghĩa thì không có nội lực thâm hậu như An Ngữ Thần, ông ta hiện tại vẫn thấy tứ chi dã rời, nghe thấy tiếng súng, ngẩng đầu nhìn An Ngữ Thần, An Ngữ Thần chấp chấp mắt với ông ta, ra hiệu ông ta đừng hoảng hốt. Người trung niên bởi vì tiếng súng mà lộ ra vẻ khẩn trương. An Ngữ Thần nói, nếu như là An Đạt Văn thuê anh đối phó tôi, như vậy hắn cho anh bao nhiêu? tôi có thể trả anh gấp đôi, 200 vạn đô la đó chỉ là để thể hiện thành ý thôi. Người trung niên vẫn chỉ chú ý tiếng súng bên ngoài, hắn không hề trả lời an ngữ thần. Lý Tín Nghĩa nói, nếu như tôi không nhìn lầm thì nơi này là hầm của An Dâu Dậm năm đó, ở ngay bên dưới Thanh Vân Trúc Hải. Người trung niên lấy ra một con dao, vẻ mặt của hắn lộ ra vài phần lo âu. An Ngữ Thần nói, An Đạt Văn chắc không nói với anh chân tướng đâu nhỉ. Tôi lần này đến núi Thanh Đài không phải là để tham gia lễ tang, mà là vì bọn bắt cóc cho tôi biết, cha tôi bị giấu trên núi Thanh Đài. 200 vạn Mỹ Kim đó thật ra là tiền chuộc để tôi cứu cha. Người trung niên nhíu mày, nói khẽ cô là muốn nói nơi này có bọn bắt cóc. An ngữ thần nói, xem ra anh thực sự không biết gì cả, tôi tới núi Thanh Đài mới biết tất cả chỉ là một cái bẫy, chỉ là muốn lừa tôi đến, mượn cơ hội tổ chức tang lễ để một lưới bắt hết đám cháu của An ra chúng tôi, tôi nói với An Đạt phân. Chỉ là tôi không ngờ, hắn lòng muông giả thú đến vậy, khi gia tộc gặp nguy cơ vẫn không buông bỏ cửu thị, tìm các anh tới đối phó tôi. Người trung niên nói khẽ, rốt cuộc là ai đang đối phó các người? Sao cứ phải dồn các người vào chỗ chết? An ngữ thần nói, anh chắc từng nghe nói tới An Đức Hằng, người lúc trước chế tạo huyết án của An ra, hắn còn sống. Ánh mắt của người trung niên trở nên sợ hãi. An ngữ thần nói: Tôi biết anh là An Đạt Phan mời đến, muốn mật mã tài khoản ở thụy sĩ. Được, tôi hoàn toàn có thể cho anh, nhưng anh cho rằng An Đạt Phan có được tài khoản và mật mã thì có thể thuận lợi lấy được khoản tiền đó ư? Nếu như không được bản thân tôi đồng ý, hắn sao có thể qua được cửa nghiệm chứng thân phận? Anh chắc không biết sinh ý của An Đạt Phan xuất hiện nguy cơ trọng đại. Hắn hiện tại nợ nần chồng chất, chỉ sợ ngay cả tiền thù lao của anh cũng không trả nổi. An ngữ thần thở dài, thật ra hắn hiện tại vẫn chưa biết còn sống hay chết, nếu như hắn đã chết thì anh có thể làm được gì. Người trung niên dơ dao chĩa vào an ngữ thần, giận dữ hết đừng nói nữa. An ngữ thần nói, nếu như những gì tôi nói không đúng thì anh hà tất phải để ý. Người trung niên tức giận nói, cô chẳng lẽ không hiểu, tính mạng của cô đang nằm trong tay tôi ư. Hắn chẳng để ý đã tới thời gian quy định hay chưa, cầm điện thoại gọi cho Trương Dương trương đại quan nhân móc điện thoại di động lúc này mưa đã nhỏ đi nhiều có điều trên núi vẫn đầy sương mù tầm nhìn trở nên càng lúc càng hẹp sóng rất không ổn định trương dương nghe thấy một thanh âm đứt quãng trong điện thoại đã lấy được tiền chưa được rồi tôi đã tới thanh vân trúc hải rồi đừng dở trò bởi vì vì mất sóng cuộc trò chuyện gián đoạn người trung niên đang định gọi lại thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng súng Lý Tín Nghĩa nói, chẳng lẽ anh định dẫn chúng tôi ra ngoài lấy tiền ư? Bên ngoài không biết có bao nhiêu khẩu súng đang chờ chúng ta, nếu như chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ chết chắc rồi. Người trung niên hiển nhiên đã bị biến hóa đột nhiên này làm cho rối loạn phương, hắn giận dữ hết, lão già kia, cầm miệng cho tôi. Lý Tín Nghĩa không chút sợ hãi nói, trốn ở chỗ này cũng không an toàn, anh nếu có thể tìm được hầm, người khác chắc cũng có thể, đơn giản là vấn đề thời gian thôi hai thủ hạ của người trung niên từ bên ngoài bước vào, run giọng nói anh đau. Tiếng súng hình như càng lúc càng gần, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Tín Nghĩa nói, đừng nói mạng ai nằm trong tay ai, hiện tại mọi người là châu chấu buộc trên cùng một giây, muốn thoát ly hiểm cảnh, tôi có một biện pháp. Người trung niên nói, nói đi. Lý Tín Nghĩa nói, có con đường nối thẳng tới ngoài Thanh Vân Trúc Hải, tôi dẫn các anh ra ngoài, các anh phải thả tự do cho chúng tôi. Người trung niên gật đầu, được. Lý Tín Nghĩa nói, tầng đất góc bên phải rất mỏng, các anh chỉ cần đào tầng đất bên ngoài ra sẽ phát hiện phía dưới có ván gỗ, di rời ván gỗ là thấy thông đạo bên dưới. Người trung niên bảo hai thủ hạ mau đi đào đất. An ngữ thần thừa dịp bọn họ không phòng bị, lặng lẽ lấy tay kéo kéo tay Lý Tín Nghĩa, Lý Tín Nghĩa cảm thấy lực lượng trên tay An ngữ thần, lập tức ý thức được thể năng của cháu gái đã khôi phục, trong lòng ông ta vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng không ngờ tốc độ khôi phục của cô bé này so với mình còn nhanh hơn rất nhiều. chương 2484, giữ mạng quan trọng hơn 2. Người trung niên lại bấm số điện thoại của Trương Dương, hắn nói khẽ tử Hà Quan, anh vòng quan Thanh Vân Trúc Hải, trực tiếp tới tử Hà Quan chờ chúng tôi. Hai thủ hạ rất nhanh liền đào được lớp đất, quả nhiên như lời Lý Tín Nghĩa nói, phía dưới chính là một tấm ván gỗ, sau khi di rời tấm ván gỗ, phía dưới hiện ra một cái động lớn hay không một người trong đó dùng đèn pin chiếu xuống dưới, xác định không quá cao mới nhảy xuống. Rất nhanh hắn liền ở bên dưới nói vọng lên, không có vấn đề, quả nhiên có một cái. Người trung niên vui mừng quá đỗi, tới bên cạnh an ngữ thần, một tay cầm dao, một tay túm tóc cô ta, nhưng không ngờ an ngữ thần bỗng nhiên vươn tay ra tóm lấy cổ tay hắn, người trung niên trong lòng cả kinh, không ngờ đột nhiên phát sinh biến hóa như vậy. Hắn vùng dao đâm vào mặt an ngữ thần, thân thể mềm mại của An Ngữ Thần vặn một cái, tới sát người hắn, tay mềm vặn nhẹ, chỉ nghe rắng một tiếng, không ngờ bẻ gãy cổ tay trái của người trung niên. Ngay cả bản thân An Ngữ Thần cũng không ngờ lực lượng của chính mình cường hãn như vậy. Cô ta thuận tay đoạt lấy chủy thủ trong tay người trung niên. Lúc này tên thủ hạ vẫn chưa nhảy xuống cầm súng nhắm vào An Ngữ Thần mà bắn, An Ngữ Thần trốn phía sau người trung niên, dùng thân thể hắn cản đạn, chủy thủ rời tay bay ra, đâm trúng cổ họng tên thủ hạ đó, tên thủ hạ hét thảm một tiếng, ngã xuống cửa động. An ngữ thần bước nhanh tới nhặt súng lục lên, bước về phía địa động, bắn liền hai phát, phía dưới truyền đến một tiếng kêu đau đớn, tên thủ hạ nhảy xuống trước không ngờ bị trúng đạn chết tươi. Giải quyết xong ba kẻ địch, an ngữ thần tới trước mặt Lý Tín Nghĩa cởi dây chói cho ông ta, tay chân lão đạo sĩ vẫn bùn rùn, run run dày dày đứng dậy, nói khẽ đi mau, tiếng súng vừa rồi chỉ sợ đã kinh động người bên trên. An ngữ thần không nói gì, nhặt di động lên, cõng Lý Tín Nghĩa rồi nhảy xuống địa động, hai tên cướp trước sau bị cô ta giết chết. Lý Tín Nghĩa rất tinh tường địa hình vùng này, chỉ đường cho An Ngữ Thần, An Ngữ Thần cõng Lý Tín Nghĩa một đường chạy như điên, nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi. Cô ta có được công lực của Trương Dương lâu như vậy, nhưng hôm nay mới chính thức dùng tới. Lý Tín Nghĩa kinh thán trước năng lượng đột nhiên bùng nổ của cháu gái không thôi, đồng thời lại có chút thương xót, nói khẽ tiểu yêu, có mệt không? An ngữ thần nói khẽ, không mệt. Lão đạo sĩ nghe thấy cô ta thở đều, hiển nhiên nội công thâm hậu, không biết hơn mình bao nhiêu lần. An ngữ thần vốn định liên lạc với Trương Dương, nói với hắn mình đã thoát khốn, nhưng di động ở dưới đất căn bản không có sóng. Lý tín nghĩa biết cô ta lo lắng cho Trương Dương, Trần An, không sao, hắn không phải bảo Trương Dương trực tiếp tới tử Hà Quan ư. Chúng ta từ thông đạo này rời khỏi Thanh Vân Trúc Hải, tới tử Hà Quan hội hợp với hắn trong rừng trúc bắn nhau đứt quáng, An Đạt Văn dưới sự yểm hộ của thủ hạ cuối cùng cũng trốn ra khỏi rừng trúc, lúc này trên núi nổi sương mù, sương mù đã giúp hắn và thủ hạ thoát khỏi sự ngắm bắn của tay súng bắn tỉa, nhưng đồng dạng cũng chế tạo không ít chướng ngại cho bọn họ, đám người này căn bản không tìm thấy đường xuống núi, chỉ có thể trốn trong rừng cây. Đại nhĩ Đông Thủy Trung đi theo bên cạnh An Đạt Văn, hắn thở phì phò, quần áo trên người An Đạt Văn bị cây chọc rách không ít chỗ, thoạt nhìn thảm hại không chịu nổi, sau khi nghỉ ngơi một chút hắn nghĩ tới an ngữ thần nói khẽ bên đau đầu đã liên hệ chưa đại nhĩ đông đưa điện thoại di động ra trước mặt hắn rồi vung vẩy dính nước rồi mắt an đạt Phan cơ hồ muốn phun ra lửa đại nhĩ đông nói anh văn chúng ta nghĩ biện pháp rời khỏi đây đã những chuyện khác đều không quan trọng an đạt Phan nhìn nhìn chung quanh hắn mang đến hơn bốn gã thủ hạ nhưng hôm nay trốn ra cùng hắn chỉ còn lại bốn người không sai, trước mắt còn chuyện gì quan trọng hơn giữ được mạng. Trương Dương tuy rằng thị lực siêu quần, nhưng trong núi xương mù dày đặc cũng chịu ảnh hưởng tương đối lớn, hạn chót đối phương cho hắn sắp đến rồi, nhưng bọn bắt cóc lại không liên hệ với hắn nữa. Trương Dương dựa vào cảm giác phán đoán mình đã tới phụ cận Thanh Vân Trúc Hải, ở dưới tình huống tầm mắt không nhìn được quá năm thước, hắn không thể không đi chạm lại, thính lực và cảm giác vào lúc này hoàn toàn chiếm địa vị chủ đạo. Phía trước truyền đến giọng nói, sau đó nghe thấy hai tiếng súng vang lên, trong xương mù dày đặc mơ hồ lóe ra hai điểm đó của súng, cơ hồ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, tuyên cáo hai tên lưu manh đã tử vong. Trương Dương giỏng tai lắng nghe, thân thể hắn bỗng nhiên như con báo từ phía bên phải lao tới, đồng thời một trưởng bổ ra, trưởng phong bổ đôi xương mù dày đặc, hiện ra một khuôn mặt thất kinh, khi hắn thấy rõ có người đang lao về phía hắn. Thân thể Trương Dương chợt lướt tới, tòm cổ họng hắn, thuận thế đánh rơi súng trong tay hắn xoay họng súng lại dí vào huyệt thái dương của hắn đừng lên tiếng người nọ run giọng nói đừng giết tôi tôi là thủ hạ của anh thái là người nhà mà trương dương trong lòng ngẩn ra hắn vốn cho rằng đám người này tất cả là thủ hạ của an đạt văn không biết sao lại mọc ra một anh thái hắn nói khẽ ai là anh thái người nọ giờ mới biết trương dương không phải là người một nhà đừng giết tôi đừng giết tôi là anh thái bắt tôi làm lúc này nghe thấy ở bên cạnh truyền đến tiếng cỏ lay có người thấp giọng kêu lên a sán là mày à người nọ bỗng nhiên hét lớn cứu mạng cứu mạng tiếng hét này của hắn lập tức hấp dẫn tất cả sự chú ý chung quanh tới đây đám bang chúng trốn ở chung quanh đồng loạt nhất súng bắn trương đại quan nhân khi hắn kêu cứu thì đã biết hỏng rồi bay lên không ở trong không trung liên tục lộn hai vòng thành công thoát khỏi phạm vi mà lưới hỏa lực của đối phương tên A sán kia đương nhiên không trương dương bản sự như trương dương, bị đạn bắn thủng lỗ chỗ. Tiếng súng qua đi, yên tĩnh trở lại, bên tai chỉ nghe thấy tiếng rít của gió núi, sức gió mặc dù lớn hơn. Nhưng sương mù lại không có dấu hiệu tan đi, ngược lại tụ tất cả sương mù chung quanh lại chỗ này. Di động của trương dương đổ chuông, hắn xác định phụ cận không có kẻ địch mới bắt máy. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói của An Ngữ Thần, Trương Dương, em và ông nội đã trốn ra rồi, giờ về tử hà quan trước, chờ anh tới. Trương đại quan nhân nghe cô ta nói như vậy thì lập tức thở phào, hắn nói khẽ trốn cho kỹ chờ anh. Trương đại quan nhân gác điện thoại, biết được hai ông cháu Lý Tín Nghĩa và An Ngữ Thần đã bình yên đào thoát. Lúc này trong lòng hắn không còn cố kỵ gì nữa, nhớ tới hành vi ác liệt của An Đạt Văn, sát khí trong lòng trương đại quan nhân đại thịnh. Hắn ẩn thân sau một cây đại thụ, ngưng thần tĩnh khí, cảm giác tất cả biến hóa chung quanh chương 2485, giữ mạng quan trọng hơn 3. Đám người còn may mắn sống sót bởi vì không nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Không dám đi lại trong sương mù dày đặc, trên cơ bản đều trốn tại chỗ. Lúc này bất kể phía Hoàng A Thái hay là phía An Đạt Văn, tất cả từ bỏ chủ động công kích, dưới tình huống trước mặt, ngay cả đường cũng không thấy, rất dễ ngã xuống núi, trước tiên giữ mạng quan trọng hơn. Trương Dương nhắm mắt lại, rất nhanh liền phán đoán ra, ở gần hắn có 5 người đang trốn, từ tiết tấu hô hấp, Trương Dương có thể nhận sự bất đồng rất nhỏ giữa bọn họ, trong súng còn 6 viên đạn, Trương Dương dơ súng lên, hai mắt vẫn nhắm, nhắm vào một kẻ địch ở phía trước bên phải, đối phương căn bản không ý thức được tử thần đã hàng lâm xuống bên cạnh hắn. Một tiếng súng vang lê, tiếng hít thở lập tức bớt đi một. Gió thu thổi tới, mùi màu càng đậm hơn, tiếng súng sau một chút tạm dừng thì liên tiếp vang lên. An đạt phan trốn trong lùm cây, Tiếng súng cách hắn rất xa, nhưng mỗi lần vang lên là tim hắn lại thắt lại, từ lúc chào đời tới nay hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy. Bốn gã thủ hạ bên cạnh so với hắn cũng không đỡ hơn là bao, cả đám mặt cắt không còn giọt máu. Dưới hoàn cảnh như vậy, Trương Đại Quan Nhân bằng vào cảm giác siêu cường của mình đem hiện trường diễn biến thành một trận liệp sát. Thường thường sau khi hắn bắn hạ một mục tiêu, sẽ tới chỗ mục tiêu vừa bị hạ sát, nhặt súng lên bắn tiếp. Trương Đại Quan Nhân kiểm kê một chút chết dưới súng của hắn có 12 người, sự liệp sát của hắn có chứa tính tùy cơ nhất định, tuy rằng hắn có thể phán đoán chuẩn xác chỗ kẻ địch trốn, nhưng hắn trong xương mù dày đặc cũng không phân biệt được phương hướng. Bắn xong viên đạn cuối cùng trong khẩu súng này, Trương Dương tới trước mặt kẻ địch vừa mới bị hắn bắn chết, nhặt súng lên, lại phát hiện băng đạn đã trống rỗng. Hắn lắc đầu, phân biệt ra phía trước không ngờ là thềm đá đi thông tới tử Hà Quan, hắn trong bất chi bất giác đã tìm được đường tới tử Hà Quan. Trương Dương quyết định dừng trận giết chóc này, ném súng lục, lưng đeo túi du lịch đựng 200 vạn đô la lên núi. Đám cướp trốn ở gần Thanh Vân Trúc Hải không ai dám phát ra âm thanh, bọn họ bị dày vò trong sợ hãi và rét lạnh, khẩn cầu tiếng súng nhanh qua đi, khẩn cầu xương mù dày đặc nhanh tản đi, cho dù là An Đạt Văn cũng bắt đầu hối hận, hắn vì sao lại đắc tội với Trương Dương. Trương Dương đi vào Tử Hà Quan, bấm điện thoại của An Ngữ Thần, An Ngữ Thần và lão đạo sĩ lúc này đều trốn trong động nghe nói Trương Dương trở về, lão đạo sĩ ra đón, lúc này dược hiệu trên người ông ta trên cơ bản cũng đã hết, tay chân khôi phục tự do. An ngữ thần nhìn thấy Trương Dương tới tàng kinh động, xông đến ôm chặt lấy Trương Dương. Lão đạo sĩ vội vàng quay mặt sang một bên, giả vờ như không thấy gì. Trương đại quan nhân vỗ nhẹ hông an ngữ thần, môi cong cong về phía lão đạo sĩ, an ngữ thần lúc này mới buông hắn ra, nói khẽ em lo cho anh quá. Trương đại quan nhân cười nói, phải là anh lo cho hai người mới đúng, nói đi, rốt cuộc là thế nào. An ngữ thần kể lại câu chuyện, khi nói tới kinh lịch mình thoát hiểm thì sinh động như thật, trương đại quan nhân nghe mà cứng cả lưỡi, trương dương nói, đúng là đồ đệ anh, không làm mất mặt sư phụ. An ngữ thần nói, tôi chỉ là lơ là luyện tập, nếu thực sự đánh nhau thì chỉ sợ anh cũng không phải là đối thủ của em. Trương Dương cười nói, đàn ông không đánh nhau với phụ nữ, cho nên anh thua là chắc rồi. Lão đạo sĩ nói, Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng súng dưới chân núi không ngừng vang lên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Dương lúc này mới kể lại chuyện liệp sát vừa rồi. Trên mặt An Ngữ Thần và Lý Tín Nghĩa đều lộ ra vẻ lo lắng, Trương Dương là người thông minh, vừa nhìn đã biết hai người tuy rằng bị An Đạt Văn làm hại, nhưng An Đạt Văn dù sao cũng là con cháu của An gia, bất kể là An Ngữ Thần hay là Lý Tín Nghĩa đều không muốn hắn chết trên núi Thanh Đài, hay chết ở trong tay Trương Dương. An ngữ thần cắn cắn môi, Trương Dương, em thấy chuyện này hay là dừng ở đây đi, A Văn làm nhiều việc ác, tự hắn sẽ gặp báo ứng. Lý Tín Nghĩa cũng gật đầu nói, thiên lý tuần hoàn, lần này hắc bang sống mái với nhau chính là báo ứng đối với hắn, chúng ta không cần quản hắn, cứ đứng nhìn thôi. Thật ra có những lúc, quả nhiên là họa phúc liền kề, nếu như không phải hắn sinh ra ác ý xuống tay với tôi và tiểu yêu, nói không chừng chúng tôi cũng sẽ rơi vào vòng phục kích, hắn một lòng muốn đối phó chúng tôi, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không ngờ lại cứu chúng tôi. Trương Dương Minh Bạch ông ta nói như vậy là không muốn mình đuổi tận giết tuyệt An Đạt Văn, trên thực tế hiện tại mây mù khắp nơi, cho dù hắn muốn đuổi tận giết tuyệt An Đạt Văn thì cũng không tìm thấy vị trí cụ thể của thằng cha này. Trương Dương nói, cho dù tôi mặc kệ hắn thì pháp luật không thể không quản hắn, lần này chết nhiều người như vậy, nhất định phải báo cảnh sát. Lý Tín Nghĩa và An Ngữ Thần liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì. Trương Dương trực tiếp gọi cho bí thư huyện ủy huyện Xuân Dương Kiều Bằng Phi, kể lại chuyện hắc bang sống mái với nhau ở phụ cận Thanh Vân Trúc Hải. Kiều Bằng Phi lúc mới nghe thì cảm thấy Trương Dương đang nói đùa, phần tử hắc bang từ Đài Loan Hong Kong tới không ngờ lựa chọn sống mái với nhau ở núi Thanh Đài, chuyện này nhìn thế nào cũng không hợp lý, nhưng hắn hiểu rõ Trương Dương sẽ không nói dối với mình, sau khi buông điện thoại thì lập tức thông chi cho công an võ cảnh tới bố phòng ở cửa ra vào núi Thanh Đài, cố gắng một lưới bắt hết những phần tử hắc bang đến từ cảng đài tới này. Màn đêm buông xuống, lão đạo sĩ Giang ít lạc, sáo ít nấm, kiếm vào rượu uống với Trương Dương trong tàng kinh động. Trương Dương biết lão đạo sĩ sở dĩ lựa chọn trốn ở chỗ này, không phải sợ sẽ có đạo tặc tìm được, mà là để trói mình, tránh mình thay đổi chủ ý, ra ngoài đại khai sát giới với đám người an đạt văn. Sau khi uống mấy chén, Trương Dương ở trước mặt lão đạo sĩ nói tài khoản và mật mã An lão năm đó lưu lại cho An ngữ thần. An ngữ thần nói, ông nội thật ra không nên để hết lại chỗ tiền này cho em, chuyện này để người khác biết, khẳng định tâm lý sẽ mất bình hành. Lão đạo sĩ thở dài, ông nội cháu sở dĩ để lại cho tất cả tài sản này cho cháu, là vì ông ấy phát hiện người khác của người khác không đáng để phó thác. A Văn mặc dù có chút tiểu thông minh, nhưng đứa nhỏ này tâm thuật bất chính, ước nguyện ban đầu mà ông ấy để lại khoản tiền này cho cháu cũng không phải là để cháu hưởng thụ, mà là muốn cháu dùng khoản tiền này làm ra những chuyện hữu ích cho xã hội. Nhớ tới sự quan ái của ông nội đối với mình, An Ngữ Thần không khỏi rơi nước mặt. Trương Dương nói, nếu một phen hảo ý của lão gia tử, em cũng đừng chối từ, đúng như những gì đạo trưởng nói, em dùng chỗ tiền này làm nhiều việc thiện, tạo phúc hắn xã hội, còn hơn để chỗ tiền này lọt vào tay An Đạt Phan. An Ngữ Thần gật đầu, Trương Dương chỉ chỉ vào 200 vạn đô la trong túi du lịch, chỗ tiền này xử lý như thế nào? An ngữ thần nói, em thấy tử hà quan này cũng rách nát quá rồi, chỗ tiền này để ông nội tu sửa đạo quan đi. Lý Tín Nghĩa nói, thật ra chính phủ đã cho rồi, tuy rằng không đủ, nhưng cũng không cần nhiều đến vậy. An ngữ thần nói, chỗ tiền còn lại để lão nhân ra làm chút việc thiện, người của An ra chúng ta lại mang tới không ít phiền toái cho gia hương rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, công an võ cảnh huyện Xuân Dương tiến hành hành động kéo lưới đối với khu vực phụ cận Thanh Vân Trúc Hải, đường trường bắt được 17 tên lưu manh không kịp chạy, trong đó không hề có An Đạt Văn, có điều tam nương gia của tín nghĩa xã đến từ Đài Loan Hoàng A Thái bị bắt tại chỗ. Nghe nói An Đạt Văn đã đào thoát, trương đại quan nhân tất nhiên có chút mất mát, nhưng Lý Tín Nghĩa và An Nữ Thần thì lại cảm thấy may mắn. Căn cứ vào chứng chứng bước đầu của Hoàng A Thái, hắn sở dĩ lựa chọn động thủ với An Đạt Văn trên lễ tang của An Đức Nguyên, Tất cả là vì An Đức Nguyên lúc sinh tiền bất công với hắn, hắn vốn cho rằng vị trí lão đại của tín nghĩa xã nên do mình nắm. Nhưng An Đức Nguyên sau khi chậu vàng rửa tay lại giao vị trí này cho người khác, cho nên hắn mới quyết định một lưới bắt hết người của An ra, nhưng hắn lại phủ nhận có liên quan tới chuyện bắt cóc An Đức Minh. Chuyện phát triển đến hiện tại, An Ngữ Thần đã đoạn tuyệt niệm tưởng tìm được cha ở núi Thanh Đài, cả sự kiện đều là một cái bẫy, đối phương chỉ lợi dụng cơ hội lần này muốn diệt trừ toàn bộ người của An ra bọn họ. Buổi trưa hôm ấy, Trương Dương và An Ngữ Thần cùng nhau quay trở về nhà ở Xuân Dương. Trần Tuyết và Tần Manh Manh đều ở trong nhà Trương Dương, họ không báo chuyện Trương Dương tới cửa nhà rồi cùng bỏ đi tới núi Thanh Đài, cho tới hôm nay từ lập Hoa đọc báo sáng Xuân Dương mới biết núi Thanh Đài xảy ra chuyện Lưu Manh Thanh toán nhau, đang bất an thì nhìn thấy Trương Dương và An Ngữ Thần bình an trở về. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết tập 247.